Thầy chào Phương Huy, thầy chào Trường Sơn. Thầy chào. Ta chờ một chút đợi các bạn vào để ra làm bài thứ 6. Ở trong cái nội dung buổi hôm nay thì theo cái khung chương trình thì hôm nay ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp về quy hành động. Tuy nhiên thì ta thấy rằng cái chuyên đề số học của mình vẫn đã còn một số các cái bài tập rất hay ở phía sau, nên hôm nay thầy trò mình sẽ tranh thủ để đánh phá một số các cái bài còn lại, sau đó ta sẽ chữa cái đề thi sau đó ta sẽ chữa đề thi cái đề thi thử. Không biết mọi người không biết đường link hay sao mà giờ chưa thấy vào. Thì thầy biết các em cũng đang chưa bố trí được thời gian. Vậy tí nữa ta sẽ cùng nghiên cứu và làm luôn. Ta chờ một chút để các bạn vào. Em tải lại file đề. Đang bận rồi đi chơi, thực tế cái mùa này cũng chỉ đi chơi, đi du lịch rồi đi nhiều chỗ. Sang tuần thì thầy cũng được đi chơi được 3 hôm, đi Thanh Hóa chơi, đi gì đâu nhỉ, Sầm Sơn à, thấy nhà trường tổ chức đi tham quan du lịch tự nguyện. Thầy chào Dự nhé, là thầy Dự vào rồi. Khoảng 2 phút nữa ta sẽ bắt đầu. Sắp tới sẽ có một loạt các cái buổi thi thử ở mức độ của cái lớp cơ bản. Cái lớp cơ bản các bạn ấy vừa học xong 20 buổi và bây giờ chuyển sang cái chế độ thi thử. Do đó đến các buổi thì thầy cũng sẽ đăng thêm các cái đề thi thử và các em cùng làm nhé. Đề thi thử rất vừa sức với các em ở lớp cơ bản, và tất nhiên các anh lớp nâng cao cũng có thể giữa lý do hôm nay thì các nghe thì cũng hơi khoai. Chẳng lẽ bây giờ thi ra quán nét ngồi học thì nó cũng hơi buồn cười. Em ôm laptop nhảy sang nhà hàng xóm của hàng xóm của hàng xóm đi, nhảy xa xa một tí dữ nhé. Ta sẽ có đang nói dở, ta sẽ có những đề thi thử cho cái lớp KCB2. Thì lớp ta các bạn cũng sẽ làm cùng luôn, coi như ta có thêm cái đề để luyện. Ta có khoảng tầm sau đó thì trong các buổi thì có thể kết hợp nói qua cái đề và chữa đề. Thì cái buổi chữa đó là buổi chữa chung thì các em cũng tham dự học cho vui. Ta học hoàn toàn miễn phí. Sao mọi người chạy đâu hết mà sao chỉ còn có 3 người nhỉ? Ta chờ một tí chúng ta bắt đầu nhé. Ở trong cái buổi học ngày hôm nay là buổi thứ 6 của cái chuyên đề của chúng ta. Thì bây giờ 8 giờ 3 phút rồi, ta bắt đầu dần nhé. Để ta sẽ tiết kiệm thời gian, làm việc được nhiều. Thầy chào luật nhé. Trong cái quá trình làm và bất cứ thời điểm nào các em vào bằng tài khoản của mình mà nó bị lỗi hoặc là không vào được thì các em hãy nhắn qua Zalo giúp thầy nhé, để thầy có khả năng lúc đó thầy đang nạp một cái file gọi là file account khác nên không vào được, để thầy nạp lại tài khoản của các em. Chào cô Nhung nhé.
Như ta đã nói ở đầu giờ, ở hôm nay chúng ta sẽ thực hiện là tìm làm tiếp các cái bài tập về chuyên đề số học một buổi nữa trước khi thầy trò ta chuyển sang cái chuyên đề thứ hai, bởi vì hôm trước thầy chuẩn bị cái lượng bài số học nó hơi nhiều để về phục vụ các em làm và chấm bài. Ta lưu ý các bài nào các em làm xong thì hãy nhớ việc nộp test lên theo cái đường link đã có sẵn nhé. Trên server hiện nay thì các nhóm học sinh học của thầy làm bài rất tích cực và các bạn nhận thấy bảng rank, dù rằng thầy đã reset thường xuyên nhưng tiến độ bài làm của mọi người giờ là rất ấn tượng, bao gồm cả các bạn lớp ta. Cái đường link của chúng ta là đường link chứa bộ test, thì các bạn làm bài nào xong thì nhớ nộp hai test ở lên trên này. Các bài nào mà chưa có thư mục test của đó thì các em sẽ thực hiện new một cái folder đấy, sau đó đặt tên bài đó và ta sẽ kéo các cái test vào đấy. Cái bài P nó không có chữ P, không có dấu gạch chân nhé. Hôm trước thầy thử dấu gạch chân là ký hiệu đặc biệt đấy, ta thấy là mọi người nộp bài rất tích cực. Có một số nhóm khác cũng đang học cùng với ta. Rồi, ta sẽ bắt đầu tập trung làm việc. Bây giờ mọi người vào cũng tương đối rồi. Có 7 bạn vào rồi. Thầy có A. Thầy đã thấy Nguyên vào rồi. Luật, Huy, Dự, Trường Sơn. Rồi. Ta sẽ sang cái nội dung kế tiếp. Ở buổi trước ta đã liên quan tới cái việc sử dụng cái mảng hằng. Nhưng ta đã sử dụng cái mảng hằng để lưu các cái giá trị, lưu các số, và sau đó với mỗi giá trị mảng hằng này ta sẽ tìm kiếm nhị phân trên mảng đấy. Đây là một kỹ thuật khá hay. Hôm nay thầy trò mình sẽ tiếp cái bài số hoán vị nguyên tố. Hôm nay ta sẽ chọn một số bài làm, nhưng mà theo cái lần sắp xếp trước của thầy thì ta cứ làm từ trên xuống dưới. Bài hoán vị nguyên tố thì ta cùng nhanh chóng đọc đề và ta sẽ có một số các cái nhận xét để trong quá trình học thì mọi người nhớ bật cửa sổ chat lên để thầy trò mình cùng tương tác. Có một cái đặc điểm về hoán vị khá thú vị. Cứ với mỗi số nguyên bất kỳ thì hoán vị của nó luôn chia hết cho 9. Ví dụ như thầy lấy số 28 thì số hoán vị của nó là số 82. Thì bây giờ thầy thử lấy một cái máy tính nhé. Thì thầy lấy 28 trừ 82 thì nó sẽ bằng 54. Ta lấy trị tuyệt đối. Nó bằng 54 và 54 này thì nó lại chia hết cho 9. Và ta thấy là 54 sẽ bằng 9 nhân 6. Đấy. Và người ta đưa ra, người ta nhận thấy rằng là với mọi số nguyên dương ở trong hệ đếm cơ số 10 thì hoán vị với một số nguyên đấy thì luôn tồn tại một cái hoán vị, tồn tại ít nhất một hoán vị mà sao cho hiệu của hai cái số này là chia hết cho 9. Nhá, luôn tồn tại hai cái hoán vị của một số nguyên mà vì nó là hoán vị nên cái số này ít nhất là phải có là hai chữ số trở lên. Nếu một chữ số hoán vị là chính nó thì ta không thể gọi nó là hai hoán vị khác nhau được. Vậy thì đề bài như vậy thì ta nhận thấy rằng một số được gọi là số hoán vị mà khi và chỉ khi nó một số được gọi là hoán vị nguyên tố khi và chỉ khi ta lấy hiệu hai hoán vị này ta thu được một số, và khi số đó chia cho 9 thì phần dư còn lại, đây, phần dư còn lại là một số nguyên tố. Tức là nếu ta phân tích được ta lấy hiệu của hai số này là bằng giá trị P thì ta lấy P chia cho 9 thì ta thu được phần còn lại. Và nếu phần còn lại đó là số nguyên tố thì đó chính là cái hoán vị chấp nhận được. Vậy thì ở bài toán này thì ta nhận thấy bài toán này nó sử dụng đề cập đến cái khái niệm thứ nhất là hoán vị. Tại thời điểm này bạn nào đã cốt được phương pháp quay lui sinh hoán vị, các bạn comment cho thầy số 1. Bạn nào chưa cốt được thì các bạn comment cho thầy số 0 nhé.
giải thuật sinh hoán vị của một tập con có n phần tử. À, thấy Thuận vào rồi, thầy chào Thuận nhé. Rồi, có Thuận, Sơn, Vũ Huy. À, xin mời các bạn khác hãy cho thầy biết là tại thời điểm này, à, thầy chào Pháp nhé. Thầy mày nói cá, thầy quên không bật được cái bảng. À, các bạn làm. Các em hãy cho biết là mình đã cài đặt được giải thuật sinh hoán vị chưa? Bạn nào cài đặt được rồi thì các em comment số 1, và nào chưa cài đặt được thì comment số 0 nhé, để thầy biết được. Hiện tại thầy đang nhận được 3 câu trả lời của Thuận, của Sơn và của bạn Vũ Huy. À, Chiến thì sao? Phát thì sao? À, cái giải thuật sinh hoán vị của một tập con có n phần tử. À, có Minh chưa, Lê Nguyên chưa, Ngọc Dự chưa? Rồi, ok. Rồi, như vậy ta có 3 bạn đã biết, 3 bạn chưa biết. Còn các bạn còn lại đã cài đặt được chưa? Vậy thì ta cũng sẽ giải quyết luôn cái bài toán này, cài đặt nó thành công luôn nhé. Ta sẽ dành thời gian nhanh chóng. Khi đọc một đề, một bài toán, trong đầu của chúng ta cần phải nghĩ được, ta phải xác định được bài toán. Tức là ta phải hiểu được bài toán này, người ta cho cái gì và cần tìm cái gì. Tức là ta phải xác định được input của bài toán, output của bài toán. Sau khi xác định xong rồi thì ta sẽ nghĩ xem bài này ta sẽ làm thế nào. Vậy tức là ta phải xác định thuật toán để giải bài toán đấy. Sau khi xác định được như thế thì ta mới bắt đầu quay ra xây dựng thuật toán một cách chi tiết. Vậy thì ta cũng sẽ lần lượt thực hiện đề bài này là bài multiple test. Với mỗi bộ số AB thì người ta yêu cầu hỏi xem là trong đoạn từ A đến B có bao nhiêu số, bao nhiêu hoán vị nguyên tố. Vậy đầu tiên của chúng ta, ta sẽ cần phải thực hiện cái công việc là với mỗi số nguyên thì hỏi xem nó có tồn tại một với mỗi số nguyên thì hoán vị nào của nó là hoán vị nguyên tố hay không. Vậy thì thầy cho mình sẽ có cái phần đầu tiên phải thuật toán nhé. Ta sẽ có ý tưởng thuật toán như sau. Mai thầy trò ta sẽ cố gắng tua nhanh cái buổi cuối về chuyên đề số học nhé, và ta sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm và tự hệ thống lại cái lượng kiến thức thầy trò mình đã được học và ta đã được trang bị. Về ý tưởng thuật toán thì ta thấy rằng là ta sẽ thực hiện duyệt y chạy từ A cho tới B. Nếu bây giờ người ta gọi nó là hoán vị nguyên tố thì thầy gọi nó là hoán vị nguyên tố. Của số y mà bằng chu thì ta tăng biến đếm lên. Đơn vị. Đấy. Ý tưởng của chúng ta như vậy. Vậy thì tới thời điểm này thì ta mới nhận thấy rằng là với mỗi bộ số AB ta sẽ đi tìm với mỗi bộ số AB. Ta sẽ thực hiện cái công việc là duyệt đi y chạy từ A đến B. Nếu hoán vị nguyên tố của y mà bằng chu thì khi đó ta đưa z lên, ta tăng z lên một đơn vị. Ở đây các em đều nhận thấy như sau: hoán vị nguyên tố của một số là tức là trong một cái số nguyên dương y. Ở chỗ này thì ta sẽ thực hiện là tổ chức ta đã tổ chức cái hàm hoán vị nguyên tố của một số nguyên dương u để kiểm tra xem nó có thỏa mãn điều kiện đề bài hay không. Đề bài theo định nghĩa một số nó là số đẹp, số đẹp hay gọi là số hoán vị nguyên tố, nói chung là như thế. Thì một số được gọi là số đẹp nếu nó tồn tại một cái hoán vị u là hoán vị nguyên tố. Đấy. Cái chữ hoán vị nguyên tố này thầy tạm gọi nó giống như là số đẹp, như cái mô hình bài toán số đẹp của mình ấy. U được gọi là hoán vị nguyên tố khi và chỉ khi
khi và chỉ khi nó tồn tại một hoán vị mà thỏa mãn là trị tuyệt đối của U trừ đi hoán vị đó, hoán vị của U mà bằng P nhân 9. Đấy, mà bằng có dạng P nhân 9 và P là số nguyên tố. Nha. Như vậy thì ta nhận thấy rằng như vậy thì ta sẽ cần phải tổ chức một cái thủ tục để sinh ra một hoán vị của một số. Vậy thì ở đây thì thầy trò mình sẽ thực hiện tổ chức hàm tìm hoán vị của cái tập n phần tử. Thì trong thủ tục tìm hoán vị của tập cái n n phần tử này thì ta sẽ thu được các cái lần thay đổi các chữ số của một số. Vậy thì ta nhận thấy rằng với mỗi số nguyên dương y, ví dụ như khi nãy thầy cho y bằng 12, thì công việc của ta là ta phải băm cái số 12 này thầy lưu vào một mảng, đúng không? Ta lưu vào một mảng. Vậy thì ta sẽ sinh ra các hoán vị của các phần tử này, ta lưu vào cái mảng ta gọi, giả sử ta hay sinh lưu hoán vị vào mảng BI, thì khi đó BI được gọi là mảng chỉ số. Vậy thì trước đó ta cần phải thực hiện một cái thao tác chuẩn bị, và thao tác chuẩn bị này ta sẽ thực hiện cái thao tác đó là tách các chữ số của một cái số nguyên dương U thành một cái mảng, giả sử ta thấy tách nó thành một cái mảng C có K phần tử hoặc là có D phần tử. Đấy. Do đó, vì mảng C của thầy có D phần tử, ví dụ như mà cái số của thầy là số 92, khi thầy tách nó thì thầy thu được một mảng C có 2 phần tử. Vậy thì rõ ràng cái hoán vị của thầy nó chỉ là một cái hoán vị có độ dài bằng 2 thôi, n bằng 2 thôi. Do đó, nếu mà thầy thu được, nếu thầy tổ chức được một cái thủ tục tách chữ số của một số nguyên dương U thành một cái mảng C có K phần tử hoặc là có D phần tử, thì khi đó tí nữa trong cái quá trình sinh hoán vị ta chỉ thì thực hiện sinh ra một cái hoán vị có độ dài chính bằng cái giá trị K này. Do đó, cái hàm tổ chức tìm hoán vị của tập n phần tử sẽ được rút xuống là thành tìm hoán vị của tập chỉ có K phần tử. Đấy, các bạn nhớ cái kỹ năng này nhé. Mà chứ không phải là sinh có độ dài n. Ví dụ như n bằng 12 thì ta sinh tập có 12 phần tử thì không phải. N bằng 12 ta chỉ sinh một tập và nó chỉ có 2 phần tử, một cái chữ số 1, một cái chữ số 2, sau đó đảo hai thằng đấy cho nhau. Tổng quát lên là ta sinh ra một cái hoán vị có K phần tử. Đấy. Rồi với khi mà tổ chức như thế xong thì ta đã có đủ công cụ để giải quyết bài toán này rồi. Ở cái bài này để tiện thì thầy cũng bởi vì cái code nó sẽ khá dài mà cái quỹ thời gian không nhiều nên thầy cũng đã code chương trình trước. Bài này bài Bright P, các bạn bỏ chữ P đi nhé, bỏ dấu gạch chân đi nhé. Bởi vì cái dấu gạch chân nó là ký hiệu đặc biệt thì phần mềm chấm thi nó không chấm được. Thầy có edit vẫn lại nhưng mà nói chung vẫn không chấm được nên thầy sẽ đã đổi tag của nó là Bright P. Mọi người nhớ đặt tên lại là Bright P nhé. Rồi với ý tưởng thuật toán như trên thì bây giờ ta mới bắt đầu cài đặt chương trình. Các bạn nào có câu hỏi nào thì mọi người bật mic lên nói hoặc là sử dụng cửa sổ chat để tương tác nhé. Bài này là bài P-Prime. Thầy cô nói ở đâu nhỉ? P-Prime. P-Prime. Thôi to rồi. Thầy cốt nó ở trên máy máy trên trường.
Để một giây để tìm cái file đấy để khả năng là bài này đây rồi, chính xác, may quá. Mình chưa gửi cho các em học sinh nhưng vẫn còn. Prime P. Rồi. Bây giờ ta bắt đầu quay trở lại cốt chương trình nhé. Ở trong chương trình chính ta sẽ thực hiện là ta quay trở lại bài toán một chút. Ở bài toán của mình ta phát biểu lại bài toán. Cho các bộ số AB hỏi xem trong đoạn từ A đến B có bao nhiêu hoán vị nguyên tố nhé. Trong đoạn AB có bao nhiêu hoán vị nguyên tố. Vậy thì ở bài toán này thì ta nhận thấy rằng ta với mỗi số nguyên dương y ta sẽ đi tìm số đảo của thằng y. Số đảo của nó bao gồm là một hoán vị của nó. Ta lấy hai thằng này trừ nhau, ta thu được một giá trị P. Và giá trị P này nếu chia cho 9 thì cái phần còn lại của nó phải là một số nguyên tố. Đấy. Như vậy với mỗi số nguyên dương y thì nó có rất nhiều các hoán vị của nó. Vậy thì ta sẽ thực hiện lần lượt lấy thằng y trừ lần lượt cho các hoán vị và sau đó lấy cái số đó chia cho 9 và kiểm tra xem cái kết quả còn lại có phải là một số nguyên tố hay không. Nếu nó là số nguyên tố trong các cái hoán vị của y ấy, nếu chỉ cần tồn tại một hoán vị là số nguyên tố thì ta dừng lại luôn, sau đó ta sẽ chuyển sang test khác đấy, hoặc là ta sinh ra các cái hoán vị nhưng ta không làm gì cả. Vậy thì ở bài này thì ta nhận thấy việc kiểm tra tính nguyên tố thường phải kiểm tra nhiều, do đó ta sẽ thực hiện cái công việc gọi là thủ tục sàng nguyên tố nhé. Ở trong bài này thì người ta cho AB nằm trong đoạn lên tới 10 mũ 8, 10 mũ 7, 10 mũ 8. Nhưng để ý rằng cái khoảng cách giữa thằng A đến thằng B nó chỉ có 1.000 phần tử thôi. A trừ B nhỏ hơn 1.000. Thì điều đó chứng tỏ rằng cái đoạn for từ A cho đến B nó chỉ có 1.000 phép tính thôi. Nên bài toán này ta cứ for y chạy từ A cho tới B. Với mỗi giá trị y ta thực hiện yêu cầu hoàn toàn được nhé. Và đây ta thấy rằng việc kiểm tra tính nguyên tố của các cái số mà khoảng 10 mũ 8 là hoàn toàn kiểm tra bình thường. Nó mất căn bậc 2 của số đó. Vậy thì ở bài này thì ta sẽ thấy sẽ chuẩn bị sẵn một cái giải thuật sàng nguyên tố. Bởi vì trong đoạn từ A đến B khi phân tích nó sàng nguyên tố đây phải thẳng đến 10 mũ 6 thì rồi. Từ A đến B phân tích nó tìm số đảo. Rồi. Ta có thể sàng cho tới một giá trị tốt hơn. Vậy thì thầy sẽ nhận thấy như thế này. Với mỗi cái bộ số AB của thầy, bước đầu tiên thầy hãy phải liệt kê các số nguyên tố nằm trong đoạn phạm vi từ 1 cho đến 10, các hoán vị nguyên tố từ 1 đến 10. Xong tí nữa thầy lại gặp một cái test là hãy tìm ra các hoán vị từ 1 đến 20. Điều này có nghĩa là bạn chờ thầy cả một bài. Cứ dạy xong cái thầy phải rút cái pad vì thằng oát con nhà thầy nó nghịch. Thì ta nhận thấy như thế này. À, với cái test ở đây người ta có hai test. Test thứ nhất là 1:10. Đấy. Rồi như vậy thì thầy đếm các cái hoán vị nguyên tố từ 1 đến 10 và nằm trong đoạn 1:10 rồi. Sau đó thầy lại đếm các cái hoán vị nguyên tố nằm trong từ 1 cho đến 20. Đấy. Và rõ ràng để đếm được các đoạn từ 1 đến 20 thì cái đoạn 1:10 này khi nãy ta đã đếm rồi. Xong tí nữa thầy lại gặp một cái hoán vị là hãy đếm một cái đoạn là từ 10 cho đến 15 chẳng hạn. Vậy thì ta nhận thấy rằng cái bài dạng multiple test này cách tốt nhất đó là ta chuẩn bị sẵn đấy, các cái số đẹp nằm trong phạm vi từ 1 cho tới cái giá trị n max này. Ở bài toán này nếu đây là số A, đây là số B thì thằng này chính là thằng B max. Đấy. Như vậy thì thầy sẽ thực hiện đọc lần lượt các test. Sau đó thầy tìm giá trị lớn nhất của cái cận cuối này. Để tí nữa thầy chuẩn bị sẵn được tất cả các số đẹp nằm trong phạm vi từ 1 cho tới thằng B max này. Cuối nếu mà chuẩn bị được như thế thì với mỗi cái truy vấn là A và B thì thầy hoàn toàn thu được là số lượng số
đẹp nằm trong đoạn từ A đến B. Đấy. Đấy, bởi vì rất đơn giản, ví dụ như thầy đây là có giá trị là A đây, giá trị B đây, thì số lượng số đẹp từ A đến B sẽ bằng số lượng số đẹp từ 1 cho đến B trừ đi số lượng số đẹp từ 1 cho đến dưới thằng A. Nếu như thằng A đây thì thằng dưới thằng A, ta giữ lại thằng A. Tức là nó sẽ là S của thằng B trừ đi S của thằng A trừ 1. Đấy. Và các bạn nhìn thấy cái tổng S này chính là tổng tích lũy hay còn gọi là tổng tiền tố. Vậy thì ở bài này thầy sẽ thực hiện đi tìm thằng B max trước nhé. Vậy thì nên tại sao thầy sử dụng B max, cái biến B max ở trong chương trình. Rồi, thầy bỏ cái pad ra, ta tiếp tục. Tới đây ta sẽ thực hiện tiếp. Như vậy thì thầy sẽ thu được thằng B max do cái mảng B của thầy đang sử dụng để làm sinh hoán vị, nên thầy đọc nó vào một cái mảng E, mảng A và mảng E, tức là chỉ số đầu và chỉ số cuối. Trong đó A, đây là đầu tiên ta nhập số lượng test này, xong đó ta duyệt qua tất cả các test này, ta đọc vào vào một mảng, mảng A lưu chỉ số đầu, mảng E lưu chỉ số cuối này, và thầy tìm ra cái giá trị lớn nhất của mảng E, tức là cái số 20 khi nãy đấy. Rồi khi đó thầy gọi cái thủ tục xử lý của thầy. Trong thủ tục xử lý của thầy, thầy sẽ thực hiện yêu cầu là duyệt qua tất cả các test. Cứ với mỗi test, thầy sẽ thực hiện cái yêu cầu của bài toán, đó là đếm số lượng số đẹp nằm trong đoạn từ đầu cho đến cuối với cái test đấy, test thứ y. Đấy. Vậy thì để đếm số lượng các test từ đầu đến cuối thì thầy sẽ làm như sau. Thầy khởi tạo bình đếm bằng không, thầy cho y chạy từ đầu cho đến cuối. Nếu y là số đẹp thì thầy tăng biên đếm lên. Đấy. Bởi vì số đẹp của ta bây giờ đó chính là một số được gọi là hoán vị nguyên tố, nói chung ta gọi nó là số đẹp ấy. Đấy. Vậy thì bây giờ thầy cần tổ chức một hàm để kiểm tra xem y có phải là số đẹp hay không, thì thầy sẽ làm như sau. Thầy thực hiện lần lượt, đây là giải thuật sàng nguyên tố, để thầy lưu lưu sẵn được cái mảng trạng thái các số có phải là số nguyên tố không. Rồi. Giải thuật sàng nguyên tố có nhiều cách cài đặt nhé. Có một cách cài đặt sử dụng hai vòng for lồng nhau thì nó ngắn hơn, nhưng thường thầy hay cài đặt theo giải thuật này, bởi vì đây là cài đặt theo cách cổ điển để mọi người hiểu rõ hơn về bản chất giải thuật sàng nguyên tố. Ta quay trở lại một cái bài toán để kiểm tra xem U có phải là số đẹp hay không, tức là U có tồn tại một cái hoán vị mà U trừ đi hoán vị đó khi chia cho 9 thì có phần dư còn lại là một số nguyên tố. Đấy, cái hàm số đẹp của thầy có chức năng như thế. Vậy thì thầy sẽ thực hiện cái công việc là chuẩn bị sẵn như sau. Tới đây thầy lại phải sử dụng cái pad một chút. Lý do tại sao ở đây thầy sẽ thực hiện cho y chạy từ 1 đến 9 và thầy sẽ sinh hoán vị từ 1 đến 9. Ta nhận thấy rằng các số AB của mình nhỏ hơn hoặc là khoảng bằng 10 mũ 8. Từ đó suy ra rằng nếu số nguyên dương y thuộc đoạn AB thì từ đó y nó sẽ có tối đa là 8 chữ số. 8 hoặc thời ta cứ cho là 9 chữ số đi. Đúng không? Nó chỉ có tối đa 9 chữ số. Hay nói cách khác, ta sẽ chỉ cần chuẩn bị sẵn một cái mảng có tối đa 9 chữ số, mảng B này, để lưu các giá trị vào đây. Một cái số nguyên dương ở hệ đếm cơ số 10, ví dụ số 317, nó bao gồm một số 3, một số 1 và số 7. Số 308, nó một số 3, một số 0, một số 8. Và ta nhận thấy rằng cái số bé nhất là 0, số lớn nhất là 9. Đấy. Vậy thì thầy sẽ chuẩn bị sẵn một cái mảng để lưu ra một cái tập con mà sẽ nằm trong phạm vi từ 1 cho tới n, và n của thầy đây đó chính là bằng 9. N không phải cho tới d, gọi là độ dài của chữ số. Nên ở đây thầy mới có là chuẩn bị sẵn một cái mảng trạng thái của mảng sàng ấy. Đấy. Bởi vì mỗi lần thầy sàng nguyên tố thì thầy phải format lại, phải định dạng lại, phải khởi tạo lại cái mảng trạng thái số đó có phải là số nguyên tố không mà. Đấy. Và trong cái giải thuật sinh hoán vị thì việc điền các số nằm trong điền cái số nguyên dương y thử điền vào ở một cái vị trí nào đó trong mảng B thì giá trị y này sẽ thuộc phạm vi là từ 1 cho đến 9, trên thực tế là nó sẽ là từ 0 cho đến 9.
Đấy, đúng không? Ta có thể điền vào các cái ô này để ta thu được một hoán vị nhé. Nhưng mà do số thứ tự của các phần tử, khi thầy cho số nguyên dương y của thầy bằng 125, khi thầy tách nó thành một mảng C có 3 phần tử thì các phần tử này sẽ đánh số thứ tự là 1, 2 và 3. Do đó cái mảng free này để đánh nhé là gọi là mảng số thứ tự này. Đấy. Mỗi lần ta sinh hoán vị thì ta sẽ thu được một mảng chỉ số và thầy sẽ lưu nó vào trong mảng B. Vậy nói đấy nôm na như thế thì ta sẽ nhìn trực tiếp vào ở phần này ta sẽ hiểu rõ hơn. Đầu tiên ta chuẩn bị để kiểm tra một số u có phải là số đẹp hay không, ta đi tìm hoán vị của nó. Rõ ràng với một cái số nguyên dương u sẽ có rất nhiều các hoán vị. Vậy thì thầy sẽ lần lượt tìm các hoán vị nhé. Vậy thì trước khi thầy thực hiện hoán vị thì thầy sẽ thực hiện cái công việc lưu cái giá trị của u trước khi tách. Để tí nữa khi thầy có một số nguyên dương u là số 1, 2, 3. Đây nhé, chỗ này. Số nguyên dương u của thầy, ví dụ như u của thầy là bằng 1, 2, 3. Trước khi thầy tách nó thì thầy lưu cái thằng S0 bằng thằng này. Như vậy thằng S0 nó bằng 1, 2, 3. Bây giờ thầy tách số u ra thành một mảng là 1, 2, 3. Sau đó thầy tìm hoán vị của nó. Ví dụ như một hoán vị của nó là 2, 1, 3. Đấy. Sau đó thầy ghép thằng hoán vị này thành một số 2, 1, 3. Sau đó cái số này thầy gọi nó là số u mới nhé. Cái số này là số u phẩy. Vậy thì để thầy lưu thằng S0 này, thầy trừ đi thằng này. Vậy thì thầy lấy S0 trừ đi thằng u mới là thằng u phẩy. Đấy. Thì như vậy nhiệm vụ của ta gắn S0 bằng u là nó lưu giá trị của u trước khi ta tách. Còn giá trị u phẩy đây là giá trị của u sau khi tách. Sau đó ta tìm được hoán vị là một giá trị mới. Thì ta lấy S0 trừ đi thằng này. Nó sẽ bằng P nhân với 9. Và bây giờ công việc của ta là kiểm tra P có nguyên tố hay không. Đấy. Nếu P nguyên tố thì ta sử dụng cái biến. Ở đây thầy sử dụng một cái biến cầm cờ. Trong các cái hoán vị của u, ví dụ như 1, 2, 3 này, 2, 1, 3. Giả sử cái hoán vị này thu được có hiệu bằng dạng P nhân 9, trong P là nguyên tố, là số nguyên tố. Thì thầy thực hiện khởi tạo cái biến cờ của thầy bởi một giá trị khác. Thường thì sẽ khởi tạo nó bởi giá trị 1. Đấy. Nó tức là với mỗi số nguyên dương u này chỉ cần tồn tại một thằng u phẩy mà sao cho khi lấy trị thể đối hiệu của nó trừ ra có dạng P nhân 9 và P này là số nguyên tố thì ta khởi tạo cờ bằng một luôn và ta sẽ dừng lại luôn nhé. Đó là ý nghĩa của các cái biến mà đoạn vừa rồi thầy trò ta vừa nhìn thấy ở trên màn hình. Rồi, bây giờ sau khi tách được cái số u rồi thì thầy thu được mảng C có D phần tử rồi. Thì rõ ràng tí nữa ta sẽ cần sinh ra một cái hoán vị có độ dài là D. Vì thế cái biến D này thầy khai báo là biến tổng quát, là biến đầu ở trên chương trình. Biến S0 cho nó tham gia vào cái quá trình lấy S0 trừ đi cái thằng u phẩy mới cho biến S0 khai báo đầu chương trình. Biến flat là biến cầm cờ để lưu trạng thái cái hoán vị kia có phải là số có thỏa mãn điều kiện là số đẹp hay không ấy, thì khi đó ta sẽ lưu cái thằng S0 này cũng khai báo là biến tổng quát. Bây giờ thầy thực hiện sinh ra các cái hoán vị có độ dài là của một tập con có d phần tử. Nhớ nhá, bây giờ việc tách các chữ số thu được một mảng có bao nhiêu chữ số, ví dụ mảng có d chữ số bằng 3, ví dụ số 318. Khi tách ra thầy thu được mảng d, mảng c nó sẽ có 3 phần tử, chữ số 3, số 1 và số 8. Vậy d bằng 3. Vậy tí nữa thầy sinh ra một cái mảng b hoán vị có độ dài đúng bằng mảng d đó. À, mảng mảng c này. Vậy thì thầy gọi thủ tục sinh lần lượt các cái hoán vị nhé. Khi sinh hoán vị thì thầy sẽ thu được. Đây thầy thực hiện lần lượt thử sinh các hoán vị. Để sinh ra lưu ý rằng hoán vị của mình là sẽ có độ dài là D. Nên đây thầy sửa lại này. D là số lượng các chữ số của cái hoán vị thứ y. Vậy thì thầy sẽ thực hiện công việc là duyệt y chạy từ 1 cho tới D. Nếu thằng J chưa được sử dụng thì ta gắn B ở vị trí thứ y có giá trị bằng J. Sau đó ta đánh dấu thằng J đã bị sử dụng rồi. Nếu ta sinh được một ta đã điền đầy đủ
ta đã điền đầy đủ các giá trị vào trong mảng B, có tức là ta điền đầy đủ D phần tử, tức là ta đã tìm được một hoán vị, thì ta thực hiện yêu cầu là gọi thủ tục xử lý. Thủ tục xử lý của mình sẽ thực hiện công việc là kiểm tra xem nó có đẹp hay không. Nếu nó đẹp thì gắn cờ bằng một, còn nếu không đẹp thì ta lại sinh cấu hình kế tiếp. Đấy. Sau đó ta thấy, nếu mà chưa điền đầy đủ DO, tức là mảng của mình gồm có D phần tử mà ta chỉ chọn được có khoảng 3 phần tử, còn 2 phần tử nữa chưa được điền vào, thì ta sẽ gọi thủ tục thử điền vào ô kế tiếp để tìm được cái một hoán vị. Sau khi thực hiện công việc này xong thì ta đã thu được một cấu hình, và cấu hình đó ta đã xử lý xong rồi. Vậy thì ta cần phải gắn FreeG để giải phóng G, để G được phép tham gia vào cấu hình kế tiếp. Đấy. Vậy trên đây là đoạn code của giải thuật phương pháp sinh hoán vị. Có một chút cải tiến ở đây, thầy sử dụng biến cầm cờ. Tức là trong cái quá trình sinh hoán vị của một với mỗi số nguyên dương u, thầy đi tìm hoán vị u phẩy của nó, thì rõ ràng ta có rất nhiều các hoán vị của nó. Trong các cái hoán vị đó, nếu có một cái hoán vị nào mà thỏa mãn điều kiện thì thầy gắn cờ bằng một luôn. Và khi đó thì ta nhận thấy rằng là ta cũng có thể ghi vào đây luôn là nếu cờ bằng một thì di tâm ra ngoài luôn ở đây được nha, để nó không phải sinh các cái hoán vị kế tiếp. Rồi bây giờ ta quay trở lại thủ tục xử lý. Thủ tục xử lý của thầy trò mình sẽ cần phải thực hiện yêu cầu thứ nhất là ta ghép các số này thành một số. Bây giờ đề bài ta nhận thấy như sau. Ví dụ thầy trò mình có số nguyên dương u của thầy là bằng 318. Thủ tục tách số, thầy thu được một cái mảng C có 3 phần tử số 3, số 1, số 8. Thì giả sử bây giờ thầy sinh được một cái hoán vị là 1, 3, 2. Đấy, giả sử thầy sinh được một hoán vị là 1, 3, 2. Thì phần tử đầu tiên là số 1, như vậy thầy sẽ thu được thằng 3. Phần tử thứ hai sẽ là thằng số 3, thì là thầy thu được số 8. Phần tử thứ ba là số 2, thì thầy thu được số 1. Vậy thì thầy vẫn thu được là các phần tử nó đây, và các phần tử truy cập dạng này đó chính là C của BI. Vậy thì bây giờ ta nhận thấy là số 318 này nó đang là các phần tử riêng biệt. Muốn lấy cái số 318 ban đầu này trừ đi số 381 thì thầy phải ghép cái thằng này trở thành số 381 bằng cách lập ta for từ đầu cho đến cuối. Đến ký tự thứ y ta lấy cái tổng trước đó nhân với 10 cộng với cái số thứ y của mà BI của mảng C. Gặp số 3, ta lấy 3 nhân 10, ta được 30. Xong gặp quên gặp số 3 ta đẩy 3 vào, gặp số 8 ta lấy 3 nhân 10. Sau đó cộng với 8 thì thu được 38. Ở vòng sau ta lấy 38 nhân 10 cộng với số 1 là được 381. Đấy, nên ở đây mới có câu lệnh là cho y chạy từ 1 cho đến d, trong đó d là số lượng phần tử của cái mảng này, tức là độ dài của chữ số ta vừa phân tích. Thì khi đó ta ghép nó lại thành một cái số nguyên dương S. Vậy đây chính là số nguyên dương S. Đấy. Bây giờ thầy gọi P sẽ là bằng là S0. Ở đấy các bạn nhìn thấy cái biến S0 như này ta dùng chưa? Biến S0 đây chính là cái số U mà mình phân tích ban đầu. Đấy, ban đầu ta có cái câu lệnh S0 bằng U ấy. Vậy S0 đó chính là số 318 trước khi bị băm ra thành các cái số khác. Vậy thì ta có ta lấy cái U trừ đi hoán vị của nó. Đấy, ta lại có 318 là cái số U ban đầu chính là thằng S0, trừ đi một cái hoán vị của nó, trừ đi 381. Đấy, sau ta lấy chỉ từ tuyệt đối. Sau đó ta thực hiện chia cho 9. Chia cho 9, như vậy đây chính là phần còn lại, đúng không? Đây là P sẽ, bởi vì người ta định nghĩa rằng một số được gọi là số đẹp nếu U trừ đi hoán vị của nó, hoán vị của U mà chia cho 9 sẽ bằng P, và sẽ bằng một số nguyên dương P, trong đó P này là số nguyên tố. Đấy. Ta quy đồng 9 lên là 9 nhân P đấy. Vậy thì bây giờ để kiểm tra một số có là số nguyên tố hay không thì ta sử dụng luôn cái hàm F, à cái mảng F của cái giải thuật sàng nguyên tố. Đấy. Thì bây giờ để kiểm tra P có nguyên tố hay không thì ta có nếu F của P mà bằng chu thì chứng tỏ P là số nguyên tố. Khi P là số nguyên tố thì điều đó chứng tỏ cái hoán vị này, cái thằng này, cái cặp số U và hoán vị của U này là một nghiệm. Thì với mỗi số nguyên dương U ta chỉ cần tìm một cái hoán vị mà thỏa mãn điều kiện là được. Vì thế ta sẽ thực hiện gắn cái biến flat này bằng một.
ta gắn flat bằng một, tức là ta đánh dấu a có một hoán vị mà để cho u trừ đi hoán vị đó, lấy trị tuyệt đối thì nó có dạng 9 nhân p, hay nói khác p và p là số nguyên tố đấy, thì ta di đơn ra ngoài luôn trong thủ tục xử lý. Đó là cái đoạn ý tưởng của đoạn code vừa rồi. Ở trong chương trình thủ tục thử này thì ta có thể đưa thêm rằng là nếu khi gọi thủ tục thử điền vào ô kế tiếp, nếu flat mà bằng một thì ta return luôn cũng cũng được, ta đưa nó ở ngay chỗ đây cũng được, hoặc đưa vào trong vòng for đây cũng được, ta đưa ra ngoài cũng được. Nhưng ở đây thì muốn đưa ở đây nhìn cho nó tổng quan, tức là khi sinh đủ một cấu hình nhưng mà ta mà cấu hình trước đó đã tốt rồi thì ra ngoài luôn cho nó nhanh, đỡ phải là ngoài, đúng không? Rồi đó là thủ tục xử lý. Vậy thì ta đây bây giờ ta đang có một cái thủ tục là thủ tục tách số. Hiện nay tách số thì thông thường ta hay sử dụng kế toán chia dư cho 10. Ở đây thì thầy sử dụng thủ tục tách số nó hơi thủ công một tí, đó là cho một cái số nguyên dương u là số 318. Để tách số nó thì thầy convert nó thành 318. Đấy, lưu nó vào sâu SU. Sau đó thầy thì for for từ đầu sâu cho đến cuối sâu, đến ký tự thứ y, đến ký tự thứ y thì lấy ký tự đó trừ đi số 48. Ta nhớ rằng ký tự không có số thứ tự là 48, ký tự một có thứ tự là 49, hai là 50, ba là 51. Các ký tự này là có số thứ tự trong bảng mã ký như trên, nên khi thầy lấy ký tự 3 trừ đi thằng 48 thì tương ứng nó sẽ lấy 51 trừ đi 48 và ta bằng 3. Đấy. Như vậy để chuyển đổi một ký tự sâu à ký tự dạng số thành một số nguyên thì thầy lấy ký tự đó trừ đi 48 là được. Các em lưu ý nhé, với ký tự dạng số nó có một chữ số ấy, muốn convert nó sang số nguyên thì ta cứ trừ đi 48. Và thầy đẩy nó vào trong mảng C có D phần tử, cấp mã cấp phát một phần tử mới cho mảng D em mảng C và lưu C ở vị trí D có giá trị bằng cái số mình vừa convert. Vậy thì sau khi chạy được cả cái đoạn chương trình này, thầy thu được một mảng C có 3 phần tử. Đấy. Mảng C có 3 phần tử và độ dài bằng D. Vậy thì tí nữa mình sẽ phải sinh ra một cái mảng B có hoán vị có độ dài bằng 3 và các ô này chỉ được điền các số nằm trong phạm vi từ 1 đến 3. Đấy. Đó là ý tưởng của cái thủ tục tách số nhé. Rồi trên đây là ý tưởng giải thuật của bài Prime. Các bạn chờ đây chút để thầy sẽ chia sẻ và mọi người sẽ cài đặt luôn nhé. Ta có khoảng 10 phút để cài đặt. À, trong cái quá trình cài đặt này thì mọi người có thể kết hợp sử dụng các kiểu dữ liệu, các cấu trúc dữ liệu khác nhau để giải quyết bài toán. Ví dụ như để lưu nghiệm, các bạn thấy là thầy hay rất hay sử dụng một cái mảng để lưu nghiệm. Nhưng một số bạn code chuyên nghiệp các bạn có thói quen dùng vector, một số các bạn khác thì lại có thói quen dùng cái gì đó. Thì túm lại là các bạn chủ động dùng chọn dùng một cái gì đó. Được được. Và khi mà chương trình của thầy trò mình mà biết cách cách tổ chức thì một cái chương trình nó tường minh rõ ràng thì đến khi cài đặt chương trình nó rất rất nhàn. Ở chỗ sáng mới tố nhắm mắt ta cũng cài đặt được và hy vọng là ở lớp ta ai cũng đã thành thạo sáng nguyên tố. Lưu ý cái sáng nguyên tố thường xuyên được sử dụng trong mọi kỳ thi nhé, nó được sử dụng rất nhiều. Thầy tí thầy chưa đọc tin nhắn được, để đang cap cái màn hình cái.
Bây giờ mọi người có khoảng tầm 10 phút để ta cài. Ừ đúng rồi, ghi sử dụng Mac. Có rất nhiều các cái cấu trúc dữ liệu để lưu trữ và ta sẽ làm quen dần các cấu trúc dữ liệu đó ở cái chuyên đề phần sau. Ở trong khung chương trình của mình có lẽ thầy sẽ đưa thêm một số các cấu trúc dữ liệu mà khá quan trọng để ví dụ như các bạn sử dụng set, address set, multiset là những cái vô cùng hay, priority queue, the queue. Đấy. Còn các cái loại cấu trúc cơ bản khác nữa. Rồi trên trên đây là cái bài private. Bài private đã có test trên server, các em hoàn toàn có thể làm và nộp luôn được tại thời điểm này nhé. Ta có khoảng 10 phút các bạn cài đặt bài private, tranh thủ để xem hôm nay có bạn nào đã nộp bài này chưa. Các bạn nào làm bài private rồi các bạn comment cho thầy số 1 nhé. Bạn này quên mất thầy vào danh và điểm danh. Bạn nào đã cài đặt thành công được bài private thì ta comment cho thầy số 1. Bài private. Rồi hình như để thầy kiểm tra lại test sao chưa thấy ai nộp bài cái bài này nhỉ. Bài private mọi người nhờ nộp bài rất là rất chi là nhiệt tình. Tất cả các bạn sẽ code luôn bài private này nhé. Để ta dứt khoát làm xong. Cho xem bài nào có test bị lỗi không. Đấy, thầy cái đường link nộp test ở bên trên đấy, ví dụ như mỗi bài thì yêu cầu các bạn học sinh nộp 2 test, có những bạn học sinh nhiệt tình là nộp luôn 10 test, ví dụ như bạn Bình này chẳng hạn. À cái test này dùng cách bỏ. Đấy, sẽ có hàng xóm. Để xem nào. Lớp KLC của mình, các bạn đây xong. Rồi bây giờ ta có khoảng tầm 50 phút các bạn tham khảo cái code thầy đã hướng dẫn ở bên trên để làm cái bài toán này nhé. Sau đó ta mới bắt đầu cài chạy thử đây để đưa cột vào.
đậm lên rồi mọi người chạy theo cô nhé. Rồi tiện thể thì ta nói luôn cái subtask 2 về subtask 2 thì ta nhận thấy rằng cái việc tìm để thu được với mỗi bộ số AB thì thầy sẽ thực hiện cái công việc là tìm đến cái thằng lớn nhất. Thầy sẽ chuẩn bị sẵn luôn một cái mảng lưu tất cả các số đẹp nào nằm trong phạm vi từ 1 cho tới thằng B max nhé. Khi tìm được tất cả các số đẹp trong thằng B max thì khi đó ta gọi SI. Bây giờ có cái bảng nào chưa dùng nhỉ? Viết S đã sử dụng mất rồi. Mình C rồi D rồi E G. Thôi sử dụng bảng G đi đúng không? Mảng gọi GI là số lượng số đẹp trong phạm vi. Gọi GI là số lượng số đẹp từ 1 cho tới y. Đấy. Thì rõ ràng cái thằng G0 của thầy là bằng 0. Thì khi đó thầy sẽ thực hiện cái duyệt y chạy từ 1 cho tới GI là số lượng cho tới đẹp là thằng Emax. Emax là cái giá trị lớn nhất ở cái cận bên phải của cái đoạn ấy, đoạn từ A đến E mà mình đang sử dụng mảng AE thì Emax là cái thằng lớn nhất. Thì khi đó ta có số lượng số đẹp trong phạm vi từ 1 cho đến y sẽ bằng số lượng số đẹp từ 1 cho đến y trừ 1 cộng với 1 nếu thằng số đẹp của y, nếu y là số đẹp thì số lượng số đẹp nằm trong phạm vi từ 1 cho đến y. Đấy. Thì ta tăng lên một đơn vị. Ngược lại thì số lượng số đẹp nằm trong phạm vi từ 1 đến y bằng số lượng số đẹp trong phạm vi từ 1 cho đến y trừ 1 nó không thay đổi. Bởi vì có thêm được con số nào nữa đâu mà thay đổi, đúng không? Đấy. Vậy thì bây giờ ta thực hiện cái bước này gọi là bước chuẩn bị. Chuẩn bị được thì với cái như các bạn đã biết cái mảng G này người ta gọi là giống như mảng tổng tiến tới và gọi là tổng tích lũy. Tuy nhiên nó có thêm cái điều kiện nữa đó, đó là nó lưu tất cả các cái số thỏa mãn điều kiện. Nếu như trước đây ta cho y chạy từ 1 cho đến n gắn si bằng si trừ 1 cộng với 1 đấy, thì bây giờ ta sẽ thực hiện là cho y chạy từ 1 cho đến cái cận cuối nếu số nào thỏa mãn điều kiện thì số lượng số đẹp nằm trong phạm vi từ 1 cho tới y bằng số lượng số đẹp trong phạm vi từ 1 cho tới y trừ 1 xong cộng lên một đơn vị nếu nó là số đẹp. Ngược lại thì nó chính là bằng số lượng số đẹp cũ. Vậy bây giờ ta duyệt qua tất cả các test cho đến T. Cái này là duyệt qua các test. Rồi. Thì bây giờ ta nhận thấy rằng số lượng số đẹp nằm trong đoạn từ A cho đến AI cho đến EI nó sẽ bằng thằng F sau trừ đi thằng F trước trừ 1. Vậy thì ta sẽ thực hiện đưa cái thằng F sau. F sau đó là B đang là sử dụng mảng E, EI. À, xin lỗi, ta đang sử dụng trên mảng G. Số lượng số đẹp từ 1 cho đến EI trừ đi số lượng số đẹp từ chỉ số đầu là chỉ số A đúng không? A ở vị trí y và trừ đi 1 trước đó, đưa thằng này ra thêm thằng xuống dòng. Thì là làm như trên thì ta thấy rằng cái chi phí của nó sẽ rẻ hơn rất nhiều, bởi vì ta nhận thấy rằng khi ta đi tìm số đẹp của một số thì độ phức tạp của nó sẽ là hoán vị của số đó. Với số nhỏ hơn hoặc bằng 10 mũ 8, ta có độ dài cỡ khoảng tầm 9 chữ số, tối đa là 9 chữ số.
Khi hoán vị của 9 thì các bạn đợi chờ thầy tí nhé. Số lượng hoán vị của 9 số. À, 9 dãy thừa bằng bao nhiêu? Là nó sẽ có khoảng tầm là 362.888 hoán vị. Như vậy thì với mỗi số nguyên dương y nó mất có khoảng tầm 40.000 phép tính. 40.000 phép tính thì nó sẽ có khoảng tầm là tương đương với khoảng tầm 4 nhân 10 mũ 4. Và khi đó cái đoạn code của mình for chạy từ đầu cấu hình cho tới cuối cấu hình thì nó sẽ mất là thằng Emax nhân với Emax nhân với 4 nhân 10 mũ 4. Và ta nhận thấy rằng từ U đến V, dù thằng UV nó có thể lên tới 10 mũ 8 nhưng khoảng cách UV theo đề bài đây, theo đề bài khoảng cách hai thằng này khá hấp dẫn, nó chỉ có khoảng 1.000 số thôi. Nên ở đây ta mất có khoảng tầm 1.000 phép tính nhân với 4 nhân 10 mũ 4, tức là ta sẽ là 8 nhân 4 nhân 10 mũ 7 tương đương với 10 mũ 8. Và như thế giải thuật của mình đã đạt được điểm tối đa. Tuy nhiên, nó điểm tối đa với trường hợp là ta chỉ có một test. Nhưng bài này bài multiple test thì dẫn đến là nó sẽ là T nhân cho 10 mũ 8. Do đó test, chỉ cần có 10 test ở trong này thì bài của ta cũng đã bay màu rồi. Vì thế ta mới cần cải tiến nó thành sắp tác 2. Việc có được sắp tác 2 thì việc đưa ra cái giá trị nằm trong đoạn này nó chỉ mất độ phức tạp thuật toán là O1. Vậy thì cái việc thầy cho mình for trong đoạn này và kiểm tra xem nó có đẹp hay không ấy, thì để đếm ấy, thì nó chỉ còn có O1 thôi. Vì thế cái đoạn thuật toán này để, vì vì thế cái đoạn thuật toán này nó mất O1. Vậy thì với mỗi test ta chỉ mất O1 để đưa ra được kết quả. Vậy thì độ phức tạp của nó sẽ là T. Sau đó nó chi phí lớn nhất của nó đó là trong cái việc chuẩn bị. Thủ tục chuẩn bị của mình là sẽ thực hiện cái công việc là chuẩn bị tất cả các cái số đẹp thì trong phạm vi từ 1 cho tới U nhé, từ 1 cho tới U. Nên độ phức tạp của nó sẽ là từ 1 cho đến Emax. Vậy độ phức tạp của nó sẽ là Emax nhân với số lượng hoán vị số đẹp. Và số lượng hoán vị số đẹp là khoảng tầm 40.000. Emax nó lại làm cái giá trị rất to. Đấy. Nên khi mà làm cái sắp tác 2 các bạn cũng phải thận trọng, bởi vì sắp tác 2 thì ta nhận thấy là nó sẽ làm mất T này cộng với cái mảng chuẩn bị đấy, cái thao tác chuẩn bị của mình ở chỗ này đấy, thao tác chuẩn bị này, cái chi phí chuẩn bị này nó khá cao bởi vì em mắc là 10 mũ 8 nên nó chạy chạy từ 1 cho đến 10 mũ 8. Và như thế thì ta nhận thấy rằng cái cách sắp tác 2 là một cách làm rất hay cho việc trả về giá trị trong một đoạn. Nhưng hạn chế của nó nhất nó lại nằm ở chỗ này. Thế nó mới chán đời chứ. Đấy. Ta for y chạy từ 1 đến 10 mũ 8, sau đó ta nhân với số đẹp của thằng y thì chi phí nó lại lớn quá. Đấy, chi phí nó lớn quá. Nên theo kinh nghiệm ấy thì người ta không for y chạy từ 1 cho tới em á, mà người ta sẽ thực hiện cái công việc đây, các bạn quan sát cái giá giá trị AB của mình đây. Đấy. Giá trị AB này, người ta có thể nghĩ ra được rằng là trong khoảng tầm 1.000 số liên tiếp thì có bao nhiêu số đẹp. Đấy. Và nếu mà người ta chứng minh được rằng trong khoảng 1.000 số từ vị trí thứ A cộng 1 cho đến A cộng 999 ấy, thì có bao nhiêu số đẹp thì người ta có thể lưu nó vào được một mảng hằng. Tuy nhiên ở đây thì do AB là 10 mũ tại 18 nên việc chuẩn bị các cái mảng hằng như thế là chuyện không tưởng. Vì thế ở cái bài P-Prime này thầy khuyến cáo các bạn nên tổ chức theo cái sắp tác 1. Nó sẽ tường minh, dễ dàng và tối ưu hơn. À, thực tế tối ưu hơn thì nó hay nó tối ưu ở cái chỗ đó là cái việc for với một bộ số này này, nó chỉ for từ A đến B, nó tối ưu hơn ở chỗ này. Còn ở cái giải thuật này thì nó tệ hơn ở chỗ này. Đấy. Nó tối ưu hơn bởi vì khoảng cách AB chỉ có 1.000 mà. 1.000 thì nó mất có 1.000 phép tính. Nhân với thì còn cái thằng này thì nó tối ưu hơn ở cái đoạn dưới.
nhưng mà nó lại tệ hơn ở đoạn trên. Do đó riêng ở bài này nếu áp dụng cái kiểu giống như quyền động như thế này thì nó lại không phải là cái cách hay nhất. Đó nhá, đó là cái sắp tác 2. Tuy nhiên bạn nào cài đặt được cái sắp tác 2 cũng là tốt, còn nếu không cài đặt được thì cũng không vấn đề gì. Ở bài này thì khi dạy học sinh của thầy thì thầy cũng hướng dẫn các bạn chủ yếu là cài đặt thành công được cái sắp tác 1. Các video bài giảng thì thầy vẫn up trên cái kênh YouTube của thầy. Thì các em làm bài P này xong, mọi người hãy nộp test đề bài vào, nộp test ở trong này. Đấy, ta xem P đây. P. Mọi người nộp test rất nhiệt tình ở trong này. Và thầy hy vọng thầy sẽ tiếp tục nhận được test bài làm của các em ở trong thư mục này nhé. Đấy, hiện tại đang có 4 bạn nộp ở đây, 5 bạn. Và trong lớp ta có tận 11 bạn ở đây thì 11 bạn sẽ làm bài private và nộp mỗi bạn ít nhất là 2 test nhé. Sau khi nộp xong thì thầy sẽ áp lại test của bài này. Đó. Như vậy thì ta nhận thấy rằng cái bài hoán vị nguyên tố này là một trong những bài hoàn toàn xứng đáng trong cái đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nó ở mức độ câu 3 để phân loại xem học sinh đạt giải khuyến khích hay giải ba. Thầy nghĩ trong giờ thi một học sinh mà cài đặt được một cái chương trình hảo án hoàn hảo như thế này. Đây. Biết cách sinh hoán vị này, biết cách tách các chữ số nguyên thành một, biết cách ghép các chữ số này, biết cách kiểm tra một số có là số đẹp hay không này, biết sử dụng kỹ thuật cầm cờ này, biết sử dụng giải thuật sàng nguyên tố này, đấy, biết cách tổ chức bài dưới dạng multiple test này, đấy, và tổ chức chương trình thành các chương trình con, thì thầy nghĩ và kiểm soát được cả tổng quan của cả bài khoảng tầm 100 dòng code, 100 dòng như thế này, thì cái bạn đó hoàn toàn xứng đáng đạt giải ba giải trên giải khuyến khích cấp tỉnh. Đấy. Do đó thì các bạn nhận thấy rằng trong khi làm một bài thi, ta đi thi thì chẳng bao giờ ta mong chờ gặp được một câu ta đã làm, bởi vì như thế thì cái đề thi nó quá nhạt nhẽo và vô cùng chán. Thông thường thì người ra đề luôn có tâm lý là muốn kiểm tra các em có những kỹ năng gì, biết cái gì, kỹ năng đấy, đây là các kỹ năng và các kỹ năng này sẽ ghép thành một bài toán đấy, và ta sẽ giải quyết bài toán trên cơ sở các em đã có các kỹ năng đó. Đó là cái cách người ta sẽ ra đề, chứ không phải là các bạn đọc một cái đề thì các bạn phải biết được là trong đó người ta sẽ có những kỹ năng gì. Và khi các thầy cô ra đề, các thầy cũng sẽ bị luôn đấy, các thầy cô liệt kê các kỹ năng muốn kiểm tra các em và sau đó gộp các kỹ năng đó lại thành một bài toán. Chứ ta không nên học tủ theo hình thức là học thuộc các bài thì nó sẽ không thực sự là hay, nhất là ở cái phần sau phần quy hành động. Rồi bây giờ với cái bài P-Prize này có bạn nào có thắc mắc gì xin mời các bạn comment vào cửa sổ chat giúp thầy với. Bạn nào có thắc mắc gì về bài P-Prize thì để thầy giải đáp luôn trước khi thầy cho mình chuyển bài tập kế tiếp. Nào xin mời Thuận nào. Bạn luật nào phát nào, chiến đấu vui ở bài P-Prize có vấn đề gì không? Hiện tại trên server thì vẫn chưa bạn nào cài đặt xong bài P-Prize. Rồi. Hôm nay ta cũng có thể làm muộn hơn một tí để thêm mình xem. Thì cho mình sẽ cố gắng cài đặt xong cái các cái bài tập ở đây đi. Rồi đó là bài P-Prize, là một trong những cái bài mà đánh giá được rất nhiều các kiến thức và kỹ năng của các em. Và thầy hy vọng rằng qua cái bài này thì các em cũng hình dung được rằng khi các bạn làm một bài nào đó thì ta phải làm chủ được các cái đoạn code chương trình do mình cài đặt ra và nên tổ chức chương trình thành các chương trình con.
thằng bé con nhà thầy này, nó lại phá game rồi. Ở bài kế tiếp nữa là bài số lượng. Bài bài số lượng này thì nó cũng là một cái bài khá hay về số học. Tuy nhiên với những cái bài nào mà các bạn nhìn thấy cái dòng đề code của nó, đề mà chỉ gồm có 3 4 dòng ấy, thì những bài đó thường là những bài khó. Cái bài nào mà đề nó dài lằng ngoằng như thế này ấy, thì thường là nó không có, nó bình thường. Đấy. Với cái bài toán kế tiếp là bài số lượng thì người ta cho rằng là cho số nguyên dương n, người ta tính hai đại lượng p và q. P là tích các chữ số của n, q thì sẽ bằng n nhân với p. Như vậy thì đề bài người ta yêu cầu là cho hai số a và b nằm trong phạm vi là 10 mũ 8, 10 mũ 18 nhân 10 mũ 18 nhé, kinh khủng lắm. Hãy xác định số lượng số n có q, q tức là tích các chữ số của nó nhân với chính nó mà nằm trong đoạn AB. Vậy thì ta nhận thấy rằng cái việc mà for chạy từ A đến B mà 10 mũ 18 thì ta đã bay luôn màu, bởi vì ta không thể for được như thế. Vậy bài này kiểu gì đi nữa thì nó cũng sẽ có một cái cách làm theo kiểu số học tối ưu. Tuy nhiên thì tới thời điểm này ở cái bài này thì này, nó lại trong một đề thi thì nó lại đặt ở cái vị trí câu 1 trong đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Vậy thì ta thử ngẫm xem cái bài này người ta sẽ kiểm tra mình kỹ năng gì nhé. Cho số A và B xác định số lượng số thỏa mãn điều kiện. Đấy. Vậy thì kiểu gì thì kiểu mình sẽ nghĩ ngay đến là với một cái câu 1 cấp tỉnh thì kiểu gì đi nữa mình cũng sẽ for y chạy từ A đến B. Nếu nó thỏa mãn điều kiện, à quên, ta for một cái biến nào đó, nếu nó thỏa mãn điều kiện thì ta tăng điểm đếm lên. Đấy. Vậy thì với cái bài toán này thì ta nhận thấy như sau. Ví dụ như n bằng 2612 thì tích các chữ số của nó bằng 24. Và ta lấy số đó nhân với số 24 sẽ bằng là số 62688. Đấy. Bây giờ người ta cho số A và số B, hỏi rằng là thằng quỷ có bao nhiêu thằng số AB nằm trong đoạn từ A đến B mà có Q lớn hơn bằng A, nhỏ hơn bằng B. Vậy thì ta nhận thấy rằng đây là cái giá trị N, đây là giá trị Q và giá trị P. Và ta nghĩ ngay đến cái khả năng tư tưởng vét cạn, đó là ta thử tất cả các giá trị của N. Bởi lẽ ta không thể thử các giá trị của Q được. Bởi vì nếu ta thử các giá trị của Q, N và P chưa biết là phải for hai vòng nữa thì hơi mệt. Ta cũng không thể thử các giá trị của P được, bởi vì P là tích các chữ số của N. Nếu biết tích các chữ số của N rồi mà để đi tìm được số N thì lại còn hết hơi hơn. Vậy thì ta sẽ xoay sang là trong cái biểu thức này thì thầy sẽ for N. Thế có bạn bảo thế em sẽ for N cho tới bao nhiêu? Ta sẽ for N. Thì khi đó ta sẽ for N. Đấy, ta sẽ for N. Và vậy thì cái N tốt nhất mà mình có thể for được là tới đâu? Thông thường thì với cái N tốt nhất với một cái máy chấm bình thường nó chạy cứ khoảng tầm là khoảng 10 mũ 6 là các bạn có thể for được. Bởi vì sau đó ta phải xử lý thằng N nữa mà. Vậy thì với cái mô hình ở cái bài toán này thì ở câu 1 ở trong đề thi học sinh giỏi thì thầy chỉ yêu cầu ta tổ chức được hàm tính tích các chữ số của một số. Cái câu này đề thì rất khó, nhưng mà cái vị trí đặt nó ở đâu trong đề thì nó quyết định xem giải thuật của bài toán đấy. Thì ý tưởng thuật toán thì ta tổ chức cái hàm tính tích chữ số của một số nguyên dương u. Đấy. Thì ta nhận thấy rằng với một cái số nguyên dương bình thường, ví dụ như kiểu long long, thì cái số này có tối đa là 18 chữ số. Thì tích các chữ số của nó sẽ là tương ứng với là, tức giả sử cái số đó là tất cả là số 9 đi, thì sẽ là 9 mũ 18. Tuy nhiên thì ta nhận thấy rằng tích các chữ số của nó nằm trong phạm vi là 10 mũ 18. À, hóa ra cái số này nó là thuộc kiểu long long. Nhưng nếu mà thầy cho thằng N là kiểu long long rồi mà tích các chữ số của nó cũng là kiểu long long nữa thì dẫn đến thằng Q của thầy nó sẽ là lên tới tận 10 mũ 36 cơ, chứ không phải là 10 mũ 18. Từ đó mình cũng có thể dự đoán được rằng thằng N của nó chỉ là kiểu INT, tương tương với là 10 mũ 9. Thằng N là 10 mũ 9 nhé. Thằng T 10 mũ 9 tức là độ dài của nó tối đa là có 9 chữ số. Vậy thì thằng P này sẽ có giá trị tối đa là 9 mũ 9.
tương đương với 10 mũ 9 đi. Thì từ đó suy ra được là thằng Q của ta tối đa là 10 mũ 18 này, thằng P tối đa là 10 mũ 9 này, từ đó suy ra thằng N của mình là tối đa là 10 mũ 9. Đấy. Và từ đó ra suy ra rằng với cái sắp tác bé, ta hoàn toàn có thể co N nằm trong phạm vi từ 1 cho tới khoảng 10 mũ 6 với cái máy chấm của thầy nhé. Vậy thì nếu ta tổ chức được một cái hàm tính tích các chữ số của N, của U xong rồi, tính được tích các chữ số của U rồi, thì ta công việc của ta sẽ thực hiện duyệt tất cả các giá trị Y nằm trong phạm vi từ 1 cho tới khoảng tầm, thầy hay gọi cái giá trị này là giá trị Nmax. Ở bên trên Nmax thầy chấm thường cho chạy thử với N là 10 mũ 6 nhé. Đấy. Thì khi đó nếu thầy thực hiện cái công việc như này, thầy gọi P thì bằng tích các chữ số của thằng Y. Đấy. Thầy gắn Q theo đúng như định nghĩa của bài sẽ là bằng thằng Y nhân với thằng P. Sau đó ta mang so sánh, nếu thằng Q thỏa mãn điều kiện, tức là Q lớn hơn bằng ký tự A, A nhỏ lớn hơn bằng số nguyên dương A, và Q nhỏ hơn thằng B. Đấy. Nếu mà nó thỏa mãn điều kiện này thì khi đó ta tăng biến đếm lên. Đấy. Sau đó ta thực hiện đưa thằng Z ra. Đấy. Ở trước đó thì ta sẽ thực hiện là khởi tạo. Z bắt đầu bằng 0 để đếm số lượng các phần tử thỏa mãn. Đấy. Vậy trên đây là ý tưởng giải thuật của bài quantity. Bài này thì ta có khoảng tầm 5 phút, mọi người cùng cài đặt luôn nhé. Và bây giờ thầy sẽ mời các bạn chia sẻ bài làm của mình. Trước khi chia sẻ bài làm này, thầy sẽ xem bài quantity này có những bạn nào đã nộp rồi. PQ bài quantity ở trên server. Và xin mời cả nhà sẽ cài đặt bài này trước nhé, bài quantity trước. Trong lúc đó ta xem bài làm của mọi người nộp trên xem đã làm được bài này chưa. Tôi vẫn tích cực nộp bài đây, nộp bài ký tự. KNC. Rồi bây giờ mà mọi người sẽ thực hiện chia sẻ bài làm của mình nhé. Đây, bật chế độ share screen này. Rồi bây giờ bạn nào xung phong chia sẻ bài làm của mình đang làm với cái bài quality nhỉ? Bạn mọi người có thể bật cửa sổ chat nhé. Bạn nào xung phong chia sẻ màn hình nào? Nguyên, Sơn, Minh, Minh Chu nhá, mạnh dạn lên. Hay là Phát, Vũ Huy. Rồi, thầy stop xe rồi. Xin mời các bạn chia sẻ bài làm của mình. Thầy gọi theo thứ tự từ bé đến lớn nhá. Ừ, từ bé đến lớn gọi ai bây giờ nhỉ? À, Vũ Huy vẫn chưa xong à? Minh Chu đã xong chưa? Sao Vũ Huy bảo em, thưa thầy em đang đi du lịch thì thôi thì buồn lắm, thầy đang ở nhà dạy các bạn, Vũ Huy lại đi du lịch thì buồn lắm.
Ừ, các bạn làm luôn nhé, xong quản lý team không biết bài này thì đã cô chưa. À, cái cách tính toán độ phức tạp thuật toán của bài toán này thì ta nhận thấy ta chạy cho tới nở mắt và ta tính tích các chữ số của một số. À, để độ phức tạp thuật toán của giải thuật tính tích các chữ chữ số của một số thì bằng độ dài của chữ đấy. Độ dài của chữ đấy, chữ chữ này có tối đa chỉ có 9 ký tự là cùng đúng không? Bởi vì nó là int mà. Đây là 6 ký tự là cùng, như vậy nó mất cứ khoảng tầm 10 phép tính. Và nói chung lên là độ phức tạp của nó cũng cứ khoảng tầm 10 mũ 7. Và máy tính nó hoàn toàn có thể chạy tốt. Bài quantity này các bạn cũng nộp test rất nhiệt tình để thầy xem này. À, test của các bạn một như thế nào. Quantity thì bắt đầu với chữ Q. Ôi, bài quantity nhiều test thế cơ à? Bài này có đã, tổng ta đã có 37 test rồi. Sao anh em bạn bè này nộp test nhiệt tình thế nhỉ? Để thầy xem lại trên này. À thì như ra là bài này là thầy thầy đưa cả test của thầy vào nữa. Lưu ý cái việc làm bài của chúng ta là quan trọng, việc nộp test của chúng ta còn quan trọng hơn nữa nhé. Cái nộp test này sẽ giúp các em có kỹ năng làm test và ta ý thức được rằng là với mỗi bài ta xác định được input bài toán là gì, output là gì. Các bạn lại nộp bài tiếp đây rồi. Con gái của thầy vừa đi học về. À, Phát cũng cố gắng nhé, tăng tốc cài đặt cô lên. Các bạn khác cũng nên kéo làm và nộp bài test lên bài quality nhé. Hôm nay ta học muộn muộn thì cũng được, hôm nay thầy cũng đang rất rảnh rỗi, đợt này đang nghỉ hè. Đến 14 tháng 8 ở trường thầy đã bắt đầu học. Ở trường các em thì hôm nào bắt đầu học rồi? Ở trường các em hôm nào bắt đầu học nhỉ? Ở trường thầy là mùng 4 tháng 8 là... À quên, 14 tháng 8 là bắt đầu tập trung học cho các lớp chuyên học. À, bên Thuận sớm này, mùng 7 đã bắt đầu rồi à? Ở nước ta cũng có các bạn ở các cái tỉnh khác nên chắc lịch học nó cũng sẽ khác. Ở Yên Bái thì các cái trường sẽ thi học sinh giỏi vào đầu tháng 9 nên sẽ thi vào trong tháng 9 nên thường sẽ học khá sớm ở trong tháng 8. Còn ở các tỉnh khác thì chưa biết lịch học của các bạn thế nào. Rồi, ta sang các bạn làm nhanh bài này xong rồi bài quality nhé. Sau đó ta chuyển sang các bài kế tiếp. Các bài kế tiếp thực sự là các bài hay. Đánh giá của thầy nó thực sự là các cái bài hay. Rồi, thôi thế cái thời gian hoàn thiện bài kế tiếp các bạn sẽ hoàn thiện sau nhé. Để thầy cho mình tập trung làm tiếp cái bài này. Bài kế tiếp, bài là bài Combit, bài tam giác Pascal. Hôm vừa rồi thì thầy đã tổ chức đưa ra một cái đề thi thử, trong đó có một bài liên quan tới tam giác Pascal. Lưu ý rằng chuyên đề về số học thì các cái loại như tam giác Pascal này, số dãy số Hamming này và các cái loại số khác là những cái loại vô cùng phổ biến trong các cái đề thi về trong các câu hỏi về chuyên đề số học. Bởi vì ở đó người ta có cái đất diễn, đất sống rất tốt để có thể sáng tạo ra các bài tập mới. Trong ví dụ như tam giác Pascal,
là một trong những cái bài là một trong những cái tam giác khá hay trong khoa học, thì nó đây là một hẳn một công trình nghiên cứu khoa học rất lớn. Trong đó người ta chứng minh được rằng với mỗi số ở trong tam giác của Pascal là giá trị của cái việc triển khai nhị thức Newton A cộng B tất cả mũ N. Đấy. À, tất nhiên nó là cái gì? Sau này các em học toán học cao cấp thì các bạn sẽ biết, hoặc là hình như lớp 12 cũng triển khai nhị thức Newton, các em đã cũng đã biết. À, tuy nhiên ở trong góc độ tin học bây giờ thì mình được giới thiệu mình biết thế thôi. Nhưng bây giờ ta bắt đầu quay trở lại bài toán của chúng ta nhé. À, đề bài là cho cái tam giác Pascal giống như trên hình. Ở hàng đầu tiên có giá trị bằng 1, hàng thứ hai chứa 2 số 1, hàng thứ ba là 1 2 1, hàng thứ ba là tư là 1 3 3 1, hàng thứ năm là 1 4 6 4 1. Đấy. Các hàng thì các ta có thể đánh số thứ tự từ 0 hoặc là ta có thể đánh số thứ tự từ 1, tùy do mình lưu trữ thế nào thôi. À, bây giờ đề bài là người ta hỏi rằng trong tam giác Pascal này ở hàng thứ n thì ước chung lớn nhất của các số lớn hơn 1. Đây. Ví dụ ở hàng này thì ước chung lớn nhất của các số lớn hơn 1 thì ta thấy số lớn hơn 1 có hai số là số 3 và ước chung lớn nhất của nó bằng 3. Ok. Ở hàng thứ tư, hàng có y bằng 4 đấy. Ở hàng thứ tư này thì ta nhận thấy rằng các phần tử ở hàng thứ tư nó là một cái mảng một chiều, mà các phần tử của nó lớn hơn 1 là các phần tử bao gồm các phần tử ở giữa này. Đấy. Tức là nếu đây là A1, thằng này là AN, thì thằng này sẽ là từ A2 cho tới AN trừ 1 là các phần tử khác một. À, bây giờ người ta yêu cầu tìm ước chung lớn nhất của cái dãy số này. Vậy thì để tìm ước chung lớn nhất của dãy số, ta sẽ thực hiện for từ đầu dãy số đến cuối dãy số để đi tìm ước chung lớn nhất. Đấy. Ước chung lớn nhất là gì? Nó là cái ước chung, là cái ước mà tất cả các số này cùng chia hết và nó phải là lớn nhất, thì người ta gọi nó là ước chung lớn nhất. Để tìm ước chung lớn nhất của hai số, ta có thể sử dụng giải thuật Euclid hoặc là hàm GCD có sẵn của C cộng cộng. Vậy thì đề bài bây giờ người ta bảo là cho một cái tam giác Pascal n nhỏ bằng khoảng tầm 10 mũ 9. Người ta hỏi là ở dòng thứ n của tam giác Pascal đấy có ước chung lớn nhất là bao nhiêu. Bài này test đều đầu vào bao gồm có nhiều dòng, mỗi dòng chứa các số nguyên dương n. Vậy thì ở bài này là bài multiple test, là bài có nhiều test đầu vào. Vậy thì ở bài này các bạn nghĩ ngay đến việc rằng giống như bài số đẹp ấy, định nghĩa số đẹp, sau đó người ta hỏi từ một cho số nguyên dương n tìm số đẹp thứ n ấy, thì ta nhận thấy rằng nếu có nhiều multiple test thì mình sẽ tìm cái thằng n max, sau đó ta sẽ tìm tất cả các số đẹp từ một cho tới n max. Sau đó với mỗi cái giá trị n cụ thể này thì ta chỉ việc seal ra cái giá trị an ở vị trí đó. Tương tự như thế, với để đi tìm được ước chung lớn nhất của một cái hàng nào đó thì thầy sẽ thực hiện tìm cái chỉ số hàng lớn nhất. Sau đó thầy xây dựng tam giác Pascal. Sau đó thầy cũng có thể tổ chức luôn một cái hàm trả về giá trị lớn nhất, ước chung lớn nhất của hàng đấy. Nhá, bài đấy gọi bài complete. Và như thế thì ta sẽ giải quyết bài toán này thành một bài toán cực hay. Vậy thì ta sẽ đánh nhanh nhanh những phần ý tưởng của toán để thầy trò mình nhảy sang code nhé. Khi code thì thầy giảng đến đâu thì mọi người cũng tranh thủ code luôn tới đó, để khi mà thầy giảng xong cái thì ta code xong rồi. À, trong quá trình code nếu mà các bạn mà không sử dụng máy tính, sử dụng điện thoại thì cuối giờ thì hoặc là thời điểm khác các em hãy bật máy tính để cài đặt. Rồi, ý tưởng của thuật toán của bài toán này là đi tìm ước chung lớn nhất của hàng thứ n. Vậy thì bài này kiểu gì đi nữa thì ta cũng phải xây dựng được tam giác Pascal, đúng không? Khi đi thi nếu tam giác Pascal mà mình chưa xây dựng bao giờ thì chắc chắn mình không làm được. Đấy, bởi vì trong một cái dãy số này tìm được cái quy luật của nó thì cũng hết mất hơi rồi. Do đó tam giác Pascal là một trong những tam giác vô cùng phổ biến, nó cũng giống như số Fibonacci ấy, cũng giống như số nguyên tố ấy, giống như số đối xứng ấy, nó là cái vô cùng phổ biến. Vậy thì ý tưởng thuật toán của bài toán này thì ta sẽ thực hiện các cái bước như sau. Ta có bước 1, ta đọc dữ liệu. Lưu vào cái mảng A có k phần tử. Đấy, đọc dữ liệu cứ lưu vào A phần tử.
và tìm luôn cái thằng NMAX. NMAX là giá trị lớn nhất trong các cái bộ input đầu vào. Đấy. Bước 2, ta sẽ thực hiện xây dựng tam giác. Có NMAX phần tử, có NMAX hàng. Đấy. Ví dụ như tam giác đầu tiên người ta cho n bằng 3, vậy thì mình xây dựng tam giác này. Đấy. Sau đó người ta cho n bằng 4, mình xây dựng tam giác này. Tí nữa n bằng 2 ta lại xây dựng tam giác này. Sau đó n bằng 3 ta lại xây dựng tam giác này. Vậy thì với cái việc xây dựng lại tam giác nhiều lần như thế là việc không nên. Vậy ta tìm cái thằng n lớn nhất, ta xây dựng một phát được cái tam giác to đùng luôn. Đấy, sau đó ta sẽ xử lý cái tam giác to đùng đấy sau. Rồi. Vậy thì ta xây dựng tam giác Pascal có n hàng Mach. Vậy thì để xây dựng tam giác Pascal thì ta sẽ làm như thế nào? Ở đây thầy sẽ lấy một cái bảng như này cho mọi người nhìn rõ hơn. Tam giác Pascal của mình thì nó sẽ chứa các cái số nguyên ở trong đấy. Sao lại bé bé này nhỉ? Tạm sẽ để đi cho cái cột này nó rộng rộng là tí cho nó đẹp. Rồi đây cái mảng ở đây. Ta thầy nhận thấy rằng thằng OA1 của thầy có giá trị bằng 1. Hay nói cách khác, tất cả các phần tử đầu tiên của cột đầu tiên có giá trị bằng 1. À, đấy. Như vậy thì để xây dựng tam giác Pascal thì ta có việc đầu tiên là ta có cái phần tử đầu tiên A11 hoặc là A00 cũng được, nhưng thông thường thầy hay sử dụng thằng A11 bởi vì tam giác Pascal thì phải tạo bằng 1 thì nó có giá trị bằng 1, chính là cái thằng này. Kế tiếp, tất cả các phần tử ở trên cột đầu tiên của nó cũng có giá trị bằng 1, tạo cột 1 bằng giá trị 1. Lý do đơn giản là trong tam giác Pascal cái cột 1 tất cả các giá trị đó đều là 1. Vậy thì thầy sẽ khởi tạo bằng cái công việc là ta duyệt từ hàng 1 cho tới hàng thứ n. Và thầy gắn cái công việc là và phần tử AI ở cột 1 thứ và ở hàng thứ y thì định dạng tổng quát của nó là AI1 nhé. Thầy khởi tạo nó có giá trị bằng 1. Đấy, như vậy ta khởi tạo xong đấy. Nên cái câu lệnh này ta có thể bỏ đi bởi vì thằng A11. Rồi. Sau khi khởi tạo thằng này xong thì bây giờ ta bắt đầu tính nha, bắt đầu từ hàng thứ hai trở đi. Bắt đầu từ cái ô này. Bởi vì hàng 1 nó có một phần tử và hàng 2 có hai phần tử, hàng 3 có ba phần tử mà. Bắt đầu ở hàng này đi, các cái giá trị còn lại của mảng nó có giá trị bằng 0. Đấy. Bắt đầu ở cái ô thầy đang đặt con trỏ nhấp nháy ở đây, ở ô này. Ô này thì ta để tính được tam giác Pascal thì nó sẽ bằng tổng hai ô ở trên đầu và chéo trên, nó sẽ bằng ô thứ nhất và ô thứ hai, nó tổng ở hai cái ô ở trên đầu nó. Thì nếu cái ô bên trái trên này, nếu ô này là ô EZ thì ô trái trên thầy đang tô nó bởi màu màu gì cho đẹp các em nhỉ, màu đỏ đi. Nếu ô của thầy đang tô màu vàng là ô easy, con gái của thầy nó bảo tô màu trắng, thế nó trả lời điên. Các bạn hãy cho thầy biết nếu thầy đang tô ở ô easy thì cái ô số 1 có tọa độ là gì? Các bạn bật cửa sổ comment giúp thầy. Thuận cho rằng là y trừ 1, di trừ 1. Các bạn khác. Thầy cần nhận nhiều câu trả lời của các em. Đầu giờ đến giờ các bạn tương tác hãy trả lời cho tôi biết nếu OEG này là OEG thì cái ô kế tiếp của thầy nhận được câu trả lời của Vũ Huy cũng là y trừ 1 di trừ 1. Các bạn khác có nhất trí quan điểm không? Thì nếu ô này là OEG thì ô chéo trên của nó là ô màu đỏ là ô y trừ 1 di trừ 1. Vậy thì các bạn ạ, hãy cho biết cái ô màu vàng này. À cái ô kế tiếp thầy cho nó màu gì bây giờ nhỉ? Màu xanh đi cho nó ngầu.
thì các bạn hãy cho biết cái ô màu xanh này tọa độ nó là bao nhiêu. Nếu ô dơm ở này là ô easy thì ô màu xanh bên trên là chiến cho rằng là y trừ một gì, Thuận và Vũ Huy cũng y trừ một gì, là hoàn toàn chính xác. Như vậy thì trong tam giác bát can để tính được ô màu vàng thì nó sẽ tính tổng hai ô ở trên đầu nó. Do đó thì thầy nhận thấy rằng là cái thằng A ở vị trí EZ nó sẽ bằng thằng A trên đầu nó, bên lệch trái là A y trừ 1 Z trừ 1 cộng với thằng A trên đầu nó là hàng A y trừ 1 Z. Đấy, nó cùng cột mà. Đấy. Thì ta nhận thấy rằng trên mảng này thì các giá trị của mình ở hàng 1 có 1 phần tử, ở hàng 2 có 2 phần tử, ở hàng 3 có 3 phần tử. Vậy để đến hàng thứ y thì nó cũng sẽ có y phần tử. Do đó các cái phần tử này nó tương ứng với các cái cột đi chéo trên này. Từ đó ta sẽ suy ra ngay là ta đi từ hàng thứ hai trở đi cho đến hàng thứ n. Bởi vì hàng 1 nó đã tính rồi mà. Bắt đầu từ hàng thứ hai cho đến hàng thứ n. Đến hàng thứ y ở cái cột thứ z thì cột thứ z ta bắt đầu đi từ cột 2 cho đến cột thứ n. Thì ta nhận thấy rằng ở hàng thứ z thì nó chỉ có y cột. Nên thầy thầy sẽ ở hàng 1 có một cột, ở hàng 2 có hai cột, ở hàng 3 có ba cột. Đấy. Ba cột đây, 1 2 3. Ở hàng 4 có bốn cột, như vậy ở hàng thứ y có y cột. Nên z của thầy sẽ chạy từ 2 cho đến y chứ không phải là n nhá. Bạn lưu ý chỗ này. Khi đó thầy tính được thằng A, Y, Z của thầy thì bằng tổng hai thằng đứng trên đó. Vậy trên đây là cách xây dựng tam giác bát can. Nếu mà các bạn muốn nhìn thấy cái tam giác như ở trên này thì ta sẽ for để đưa cái mảng hai chiều này ra và ta sẽ thu được. Vậy trên đây là cái cách xây dựng tam giác bát can. Thao tác này thầy tổ chức nó thành một cái thủ tục void. Chuẩn bị nhé. Đấy. Một tam giác bát can. Đấy. Thầy tổ chức nó là một cái void chuẩn bị để xây dựng được một tam giác bát can nhé. Vậy thì có bạn mà bảo rằng bởi vì ta đang xây dựng một tam giác bát can có n mắc phần tử đúng không? Vậy thì ở đây ta sẽ gọi là for y chạy từ 1 cho đến n mắc. Đấy. Đó, tương tự ở đây ta for cho tới là n mắc phần tử. Trong đó n max là chính là cái test lớn nhất trong cái giá trị ta cần tìm, cái mà khi đã ta tìm được ở đây n max là cái là test lớn nhất, là cái chỉ số hàng lớn nhất. Vậy thì đây chính là cái quá trình xây dựng tam giác bát can. Vậy thì khi xây dựng tam giác bát can, thầy mong muốn các bạn lưu ý được rằng tam giác bát can là tam giác có n hàng n cột, trong đó ở hàng thứ y ta sẽ có là các phần tử là AIG, nó sẽ bằng tổng của các phần tử trên đầu và trái trên của nó cộng lại. Đấy. Và thằng cái cột đầu tiên của tam giác bát can sẽ có giá trị là 1. Rồi tương tự như vậy, ở đây thầy sẽ có là ô này là 2. Rồi ở hàng thứ ba có 3 phần tử, thầy lấy thằng này cộng thằng này thì nó sẽ ra là được 3. Thằng này cộng thằng này cộng thằng này nó ra đây là được 1 chứ nhỉ? Thế đã không biết cộng đâu nó ra bằng 2. Thằng này cộng thằng này nó ra đây được 2. Thằng này cộng với thằng này nó ra đây được 1. Lấy thằng này cộng thằng này thì thu được là 3. Lấy thằng này cộng thằng này thì thu được 3. Lấy thằng này cộng thằng này thì thu được 1. Đấy. Vậy đây là tam giác bát can với n bằng 4 nha. Như vậy ta đã ô sao thầy có thể chọn được cái màu xanh lè như cái áo của thầy thế nhỉ? Vậy trên đây là ý tưởng giải thuật của bạn của cái phần bước 2 là vừa phần xây dựng tam giác bát can, và thầy sẽ tổ chức nó thành một cái void chuẩn bị. Đề bài bây giờ người ta hỏi là tìm ước chung lớn nhất của một hàng nhé, tìm ước chung lớn nhất của một hàng. Về lý thuyết thầy có hoàn toàn có thể xây dựng được một cái mảng lưu ước chung lớn nhất của tất cả các hàng nhé. Với cái bài này ta nên như thế, nhưng ta chỉ nghĩ đơn giản nhất, bây giờ ta cho một hàng, hãy tìm ước chung lớn nhất của hàng đấy. Được chưa? Tìm ước chung lớn nhất của hàng thứ y.
Vậy thì ta sẽ cần tổ chức một cái hàm để đi tìm ước chung lớn nhất của hàm thứ y. Đấy, thì ta sang bước 3. Rồi ta sẽ thực hiện với mỗi ta thực hiện duyệt y chạy từ 1 cho tới k và thực hiện công việc. Với mỗi test thì ta sẽ xê out ra là ước chung lớn nhất của hàng thứ y. Đấy. Vậy thì ta sẽ cần tổ chức một cái hàm đi tìm ước chung lớn nhất của hàng thứ y của tam giác bát can. Tới đây sẽ có bạn hỏi phân vân và thưa thầy, thế tại sao ở đây thì for y chạy từ 1 đến k? Vậy k đây là gì? Thì các bạn lưu ý, k đây đó chính là số lượng test đề bài. Bởi vì bây giờ số lượng của ta đây là ta đọc vào test đề bài mà. Đấy. Vậy và bây giờ để tìm ước chung lớn nhất của hàng thứ ta, k thì ta sẽ quay ra tổ chức bài toán theo cái hướng dẫn phía dưới sau đây. Đây thầy Trung toán trước nhé, xong thầy trò mình cùng cài đặt chương trình luôn. Quên nhé, để kiểm tra xem hệ thống nó có hết giờ không, là thoải mái để thầy trò mình cài đặt. Vậy bây giờ các bạn mở code block, thầy trò mình sẽ cài đặt luôn cái bài này tên nó là bài Camdit. Bài toán này thì là bài tam giác bát can, nó tương ứng với một cái câu 2 trong đề thi học sinh giỏi với cái mức độ, với yêu cầu của bài toán là tìm ước chung lớn nhất của một dãy, thì nó mức độ nó khoảng câu 2. Mức độ câu này thì thường nó dùng để phân biệt học sinh có đạt giải hay không, đạt giải khuyến khích hay không đạt giải. Trong đó ở cái bài này nó kiểm tra xem các bạn có biết cách xây dựng tam giác bát can không, có biết cách tổ chức tìm ước chung lớn nhất của một hàng hay không, và quan trọng hơn nữa biết cách sử dụng có một kỹ năng là sử dụng các bài multiple test. Đấy, nó có kiểm tra có 3 kỹ năng đó, nên nó chỉ là mức độ câu 2 để xác định thí sinh đi thi có giải khuyến khích hay không. Tất nhiên trừ trường hợp mấy thằng đi thi cùng mình nó làm tệ quá thì mình sẽ được giải 3 nếu chỉ làm câu 1 câu 2. Bài này là bài Camdit. Các bạn tranh thủ cả chương trình luôn nhé. Ta tăng tốc lên nhé. Đó, sau này có thể khi sử dụng chết rồi, thằng lớn mắc ở bài này. Lớn mắc khi đây mình cái rồi. Sáng nay thầy gọi nó không đề xuất nhỉ, buồn đời thầy quá. Thầy cần cái biến k lưu số lượng các phần tử của mảng A. Rồi. Một tạm thời thế thôi. Ta có ta có tên các tên ở đây, ta làm quen lại với cái việc làm này nhé, bởi vì số lượng test ở đây là người ta chưa có. Vậy thì ta sẽ là YCN. Đấy. Thì khi ta xây n này ta thu được một cái giá trị, thì khi đó mình đẩy nó vào. Đấy. Ta tăng k lên và đẩy nó vào. Sau đó ta tìm luôn cái thằng n max. Thế bằng max của thằng n max với thằng ak. Đấy. Vậy thì ở đây ta có luôn là thằng n max là một cái giá trị vô cùng bé. Bởi vì ở đây người ta hỏi hàng thứ n, vậy hàng bé nhất đó là hàng 0.
để ta gần phải đạt N bằng 0. Quá trình này thì ta thu được là tìm giá trị lớn nhất trong các cái test. Cái việc tìm được giá trị lớn nhất trong các test sẽ giúp cho các em xây dựng được tam giác Pascal lớn nhất. Khi xây dựng được tam giác Pascal lớn nhất thì ta sẽ tiết kiệm được trong cái việc mỗi lần ta chỉ phải truy vấn đến từng hàng của nó thôi, truy vấn đến từng hàng. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện xử lý. Ở trong mức độ đầu tiên thì ta sẽ, còn nếu mà cẩn thận hơn thì ta sẽ tổ chức một hàng, ta sẽ out ra tìm max, ta gọi là ước chung lớn nhất của hàng thứ y, từ hàng thứ i. Đấy. Bây giờ ta cần tổ chức một hàm để đi tìm ước chung lớn nhất của hàng thứ i. Lưu ý rằng ta phải tổ chức một cái thủ tục chuẩn bị để lưu các số chưa rồi, ở đây ta đang sử dụng bảng A để lưu mất rồi ước chung lớn nhất của hàng thứ y. Ta đọc mà dữ liệu vào tam giác, dữ liệu ta đọc vào bảng C đi, bảng chỉ số đi, vì tam giác Pascal mình đang lưu nó vào trong bảng A mất rồi. Vậy dữ liệu ta lưu vào bảng C, C đang và ta bằng A. Tưởng cái biến gì bây giờ nhỉ? Mở đầu mắt. Bởi vì mảng A của mình là một cái mảng hai chiều nên số lượng phần tử của nó không thể là 1 triệu nhân 1 triệu phần tử được, nên ta phải MN max. Rồi, ta khai báo một cái mảng A như đây là lưu tam giác Pascal. Ta các em có thể sử dụng các cái loại cấu trúc dữ liệu khác nhé để lưu nó. Ta mảng C này là lưu các test đầu vào. Rồi. Ok. Ta duyệt qua lần lượt tất cả các test, cứ với mỗi cái ta xử lý ở hàng thứ C. Rồi. Vậy bây giờ ta cần một cái thủ tục chuẩn bị. Thủ tục chuẩn bị này thực hiện là xây dựng tam giác Pascal có N mắc hàng. Thì để xây dựng tam giác Pascal có N mắc hàng thì ta nhận thấy như sau. Ta đi từ hàng đầu tiên cho đến hàng thứ N mắc. Ở với bài toán khác thì các bạn lưu ý cái giá trị N mắc này nhé. Thì ta nhận thấy rằng A ở hàng thứ y ở cột 1, ở hàng thứ y cột 1, phải gõ nhầm rằng định dạng Pascal mất rồi, có giá trị bằng A ở hàng thứ y cột 1, có giá trị bằng 1, bởi vì ta phủ cả cột 1 bằng 1 mà. Cái việc đấy. Sau đó ta bắt đầu thực hiện cho y chạy từ cột thứ 2 trở đi. À, từ hàng thứ 2 trở đi cho đến hàng thứ n. Ở đây ta có hàng n mắc không chứ không phải hàng thứ n. Và thực hiện. Kế tiếp ta for thằng j là bắt đầu đi từ cột. Cột thì cột 1 đã được tính rồi, ta bắt đầu tính từ cột 2. Ta nhận thấy rằng ở hàng thứ nhất nó có một số, ở hàng thứ hai có hai cột, ở hàng thứ ba có ba cột, ở hàng thứ y nó sẽ có y cột, vậy j mình chạy cho tới y. Và khi đó ta nhận thấy rằng A ở vị trí thứ y, A y z xếp bằng thằng góc chéo trên là A y trừ 1, z trừ 1. Và thằng góc phải, và thằng góc trên đầu nó
là AI trừ 1 gì đấy. Thì khi tính tam giác quan cam thì các bạn có thể thử n bằng 10, 15, 20, 25, 30, thì ta nhận thấy rằng là giá trị của mảng tam giác quan cam rất đẹp, đẹp lộng lẫy luôn. Các bạn có thể đấy, thì ta sẽ đưa được các bạn cần thiết thì ta đưa tam giác quan cam ra. Thì thao tác này gọi là thao tác xây dựng tam giác quan cam có n mặt hàng nhé. Đó, như vậy ta xây dựng được tam giác quan cam rồi. Rồi bây giờ ta thử các bạn có thể đưa đưa tam giác quan cam ra cũng được. Bây giờ ta tiết kiệm thời gian ta xử lý luôn. Đề bài người ta yêu cầu là tìm ước chung lớn nhất của một hàng. Vậy thì bây giờ thầy sẽ cần thực hiện tổ chức một cái hàm đi tìm ước chung lớn nhất của hàng thứ U của mảng AN. Đấy. Để nhận thấy rằng các phần tử ở trên hàng thứ U nó có dạng là A, U, Y. A, U, gì? Có cái đề. A, U, gì? Phần tử lớn nhất ở hàng thứ U. Đấy, thì quên là AUG, tức là ở hàng thứ U thì các phần tử này nó có định dạng như thế này. Để đi tìm được ước chung lớn nhất của nó trên một hàng thì ta sử dụng hàm GCD. Thì ta sẽ thực hiện for chạy từ đầu hàng cho đến cuối hàng. Thì để for chạy từ đầu hàng đến cho đến cuối hàng thì mình sẽ for từ cột đầu cho đến cột cuối. Ta lưu ý rằng trên ở hàng thứ Y. Đấy, thì cái thằng A1 luôn bằng 1 rồi. Trong đề bài người ta yêu cầu là tìm ước chung lớn nhất của các phần tử lớn hơn 1. Đấy, lớn hơn 1. Và trên ma tam giác Pascal thì ta nhận thấy phần tử ở bên rìa trái luôn lớn luôn bằng 1. Phần tử ở bên rìa phải cũng là bằng 1. Đấy. Nên ở đây J của thầy sẽ chạy từ cột 2. Và J chạy cho đến cột thứ Y chữ U trừ 1. Ở hàng thứ U thì nó có U phần tử và cái phần tử cuối cùng của nó sẽ là số 1 nên mình cũng bỏ qua luôn. Khỏi phải kiểm tra tốn công. Khi đó thì ta nhận thấy ước chung lớn nhất thầy gọi nó tạm là cái biến red đi. Thầy gọi là nó là cái biến red đi. Biến red thì thầy khởi tạo bằng phần tử đứng đầu tiên của hàng mà trừ đi phần tử số 1 đó chính là A ở hàng thứ U và ở cột 2. Đấy. Ở cột 1 nó bằng 1 rồi thì cái thằng đầu tiên đó ta mới bắt đầu đi tìm ước chung lớn nhất. Thì khi đó kết quả của ước chung lớn nhất của một dãy thì bằng ước chung lớn nhất của phần tử đầu tiên với phần tử thứ hai, sau đó lấy giá trị ước chung lớn nhất đó lại so sánh tìm ước chung với thằng thứ ba, xong lấy cả cái giá trị đấy lại với thằng thứ tư. Vậy thì nó sẽ bằng gạch chân GCD mở ngoặc của thằng Z với thằng A ở vị trí thứ ở hàng U cột J. Đấy. Như vậy thì câu hai câu lệnh này nó sẽ trả cho ta là ước chung lớn nhất của hàng thứ U. Các bạn nhớ nhé, ước chung lớn nhất của hàng thứ U. Làm xong công việc trên ta thu được Z là kết quả của bài toán. Thông thường ước chung lớn nhất nó lớn nhất bằng cái giá trị của AU nên chi phí của nó thường là sẽ cùng kiểu dữ liệu với mảng. Ở đây thì ta gắn return thằng Z. Đây là hàm đi tìm ước chung lớn nhất của hàng thứ U. Rồi, ta quay sang bài toán của mình. Sau khi thực hiện nhập dữ liệu để đưa ra được ước chung lớn nhất của hàng thứ U, thì thầy phải gọi thủ tục chuẩn bị để thu được tam giác Pascal. Sau đó cứ với mỗi cấu hình, thầy đi tìm ước chung lớn nhất của hàng đấy và ta đưa kết quả ra. Rồi, bây giờ ta thử ấn chạy chương trình xem có lỗi gì không. Không biết nó báo cái lỗi gì đây. Cái lỗi này thầy buồn miên man quá. Biến n chưa khai báo. Ok, nó chạy rồi. Ta sửa hết lỗi rồi. Bây giờ ta sẽ làm test vào. Khi nạp test chạy lần đầu tiên, các em nên có một cái thói quen, đó là chạy test đề bài. Cái điều này là điều cực kỳ quan trọng.
Nên để nó minh chứng cho mình là chương trình của đây test của số 3 số 4 mình có cái con tay thì đấy. Ta ấn nút chạy luôn. Đấy, sau đó ta mới nháy chuốt phải chọn add file. Có một số các bạn new test luôn à, new cả cái empty file file out là việc dư thừa nhé. Đấy nó ra 23 mới có đúng không nhỉ? Nó ra ở sau 23 nó phải là 32 chứ nhỉ? Các bạn chờ thầy một tí. Hai ba à, đây là 34 hàng 3 và hàng 4 trên tam giác này để xem nhé, nói ra 32, mọi người có ra như thế không, để bật phát xem nó ra 23. Vậy thì ta nhìn lại tam giác bát can ở đây à, đây là AGU à, nó phải là AUGV nhé, bởi vì ta đang đứng ở hàng thứ U mà, hàng thứ U cột G, ta for trên cột để nhảy đi trên cùng một hàng ở hàng thứ ba, hàng thứ ba nó sẽ là ba đúng không, hàng thứ bốn nó sẽ phải là hai. Vậy thì thầy xem lại thầy cốt ngáo chỗ nào mà nó lại ra mà nhập a k ban đầu chưa phải tạo bằng không. Ừ, vẫn ra 32 này. Ừ, A11 nó bằng 1 thì mình khởi tạo ở chỗ này rồi. Thử xem phát nữa nha. À, thầy biết rồi. À, do cái tam giác của mình là xây dựng từ 1 1 nên vị trí của nó sẽ phải là cộng lên một đơn vị ở hàng thứ y cộng 1. Bởi vì trong tam giác bát can ở trên cái hình trên nó đánh số thứ tự từ 0. Ở 3 3 0. Hàng y 3 0 3 0 thì nó sẽ tới thằng n mắc cộng 1. Vì vì hàng này mình xây dựng nó bắt đầu từ trong định nghĩa cái tam giác bát can nguyên thủy ấy, thì các phần tử nó đánh số thứ tự là từ 0 trở đi và 2 được rồi. À, ở đây ta định chính một chút, các hàng ở trong này nó đánh số thứ tự từ 0 trở đi nên cái ở đây với bộ số 3 này tức là nó tương ứng với hàng 3. Nhưng mà do hàng hàng 3 này trong mảng của mình đây là hàng 1 này, hàng 2 này, hàng 3 này, còn đây là hàng 4. Đấy. Như vậy thì ở đây với cái chỉ số hàng 3 này thì do cái mảng trong quá trình lưu trữ mình dịch tất cả xuống dưới một hàng lên trên một hàng theo chỉ số ấy. Đây thầy đánh số 1 2 3 4 5. Nên ở đây tương ứng với hàng thứ 3 ở trong bộ test này thì thầy sẽ tăng nó lên một đơn vị, đó là hàng thứ 4 của bộ test tương ứng. Vậy thì khi tìm n max thì thầy cũng sẽ tìm n max luôn ở vị trí k cộng 1 nhé. Ok Huy, xem lại video ở nốt phần này nhé. Như vậy trên đây là thầy đã xử lý được giới thiệu các bạn một cái cách để tổ chức được cái chương trình này. Ngoài ra các em có các cách tổ chức chương trình khác để giải quyết bài toán này. Trong đó cái bài toán này thì cho mình thực hiện một cái rất hay, đó chính là thực hiện xây dựng được một tam giác bát can. Và cái bài toán mở rộng của tam giác bát can mới là những cái bài toán cực hay, vô cùng hay. Theo đánh giá của thầy, nó là trong những cái dạng bài tập rất hay về số học. Phải nói là cực kỳ hay về số học. Và khi đó các bạn lưu ý là với một cái bài toán biến thể của bài tam giác bát can thì cái mấu chốt của bài toán này là thầy cho mình cần phải xây dựng được tam giác bát can.
mà khi xây dựng được tam giác bát can rồi thì bài tập nó lại chỉ là bài tập mảng hai chiều thôi, nó vô cùng nhẹ nhàng gọn gàng. Để cắt nó sang đây đấy, ta chuẩn bị một cái tam giác bát can, sau đó ta thực hiện tổ chức một hàm tìm ước chung lớn nhất trên đấy, và ta đưa ra được một cái nhận định ở hàng thứ u thì sẽ có u phần tử, do đó thầy sẽ thực hiện for trên hàng đấy cho tới u trừ một, bởi vì thằng cuối cùng nó là số 1 rồi, không cần sẽ đến để ta tìm được ước chung lớn nhất của trên hàng đấy. Như vậy thì ở cái bài toán này thì ta nhận thấy ta sẽ cần bài toán nó đã kiểm tra các em có hai kỹ năng về số học. Kỹ năng thứ nhất xây dựng được tam giác bát can. Kỹ năng thứ hai tìm được ước chung lớn nhất của một hàng. Bài toán ước chung lớn nhất là một bài toán rất phổ biến đối với hai số nguyên dương U và V. Nhưng để tìm được ước chung lớn nhất của một hàng thì ta khởi tạo Z bằng phần tử đứng đầu dãy số. Sau đó ta sẽ for từ đầu hàng cho tới cuối hàng. Sau đó ta sẽ thực hiện cập nhật cái giá trị ước chung lớn nhất bằng cái thủ tục bằng cái hàm GCD có sẵn của C cộng cộng để trả về ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương. Đấy, như vậy ta tổ chức được hàm tìm ước chung lớn nhất. Và trong cái quá trình xây dựng tam giác bát can thì ở bài này người ta cũng biết được rằng là với bài multiple test thì ta nên xây dựng được cái tam giác bát can to nhất. Đấy, sau đó ta mới đi tìm ước chung lớn nhất của mỗi hàng. Xét một cái cách tổng quát hơn bài này, nếu mà để tối ưu hơn ấy thì thầy sẽ thực hiện đi từ hàng đầu tiên cho tới hàng n max, sau đó thầy đi tìm ước chung lớn nhất tất cả các hàng này, thầy lưu nó vào trong một bảng, sau đó cứ với mỗi truy vấn này thì thầy chỉ việc xeo nó ra thôi chứ không cần phải tìm lại, để tránh tình trạng với một cái test, ví dụ như thầy cho một cái test như thế này đấy, thầy cứ cho như này đấy, thì việc đi tìm ước chung lớn nhất trên từng hàng này thì nó lại mất, nó phải lặp đi lặp lại, bởi vì một số thằng nó đã tính rồi mà bây giờ nó vẫn phải tính lại. Vậy thì chi bằng mình sẽ chuẩn bị tất cả ước chung lớn nhất từ hàng 1 cho đến hàng 5. Sau đó cứ với mỗi truy vấn thì ta chỉ việc xe out cái phần tử đó ở trên mảng đấy ra. Thì nó sẽ tối ưu hơn. Thì độ phức tạp của cái việc truy vấn trên một hàng thì nó sẽ tiết kiệm hơn. Vậy thì đánh giá độ phức tạp của thuật toán thì ta nhận thấy để thực hiện chuẩn bị ra được một cái mảng có kích thước m nhân n phần tử thì nó sẽ tương đương với khoảng tầm n bình chia 2, n max bình chia 2. Đấy. Rồi để đi tìm ước chung lớn nhất của một hàng, ta mất độ dài của một hàng, nó mất n phần tử. Như vậy thì ta nhận thấy rằng là độ phức tạp chung của bài toán này là n max bình phương. Và như vậy n max của ta có thể chạy lên được tối đa là 10 mũ 4 phần tử. Và bài toán là có thể chạy rất chi là đẹp với giới hạn của đề bài. Ở giới hạn đề bài ở đây người ta cho n là 10 mũ 10 chỉ là 10 mũ 9. Do đó sau này các bạn sẽ tìm hiểu cái khái niệm là khai triển nhị thức Newton của một biểu thức thì cái bài này làm nó sẽ khó hơn. Tuy nhiên trong giới hạn với một cái câu ở trong đề câu 2 cấp tỉnh thì cái bài toán này nó chỉ đơn giản là kiểm tra cách xây dựng tam giác bát can thực hiện yêu cầu tương tự. Rồi. Hôm nay thầy trò mình sẽ dừng lại đây. Chuyên đề số học còn có các bài tập kế tiếp. Thầy mời các bạn sẽ tích cực làm bài và nộp test lên nhé. Thầy sẽ up test bài làm của mọi người và của các bạn khác để lên trên server. Chưa ở buổi học kế tiếp, thầy trò mình sẽ sang cái chuyên đề kế tiếp là chuyên đề về bây giờ ta còn từ bài 19 cho đến bài 30 là các bài vận dụng đấy, vừa nói xong có ngay bài tam giác bát can. Các bạn chủ động làm bài và nộp test nhé. Một số bài đã có test sẵn rồi thì các bạn nộp test vào đúng thư mục đấy. Ở buổi tới ta sẽ quay sang chuyên đề quy hành động. Và như vậy thì ở chuyên đề số học thì chồng mình đã học được rất nhiều các cái bài toán, trong đó chủ yếu đi sâu về kỹ năng tổ chức chương trình và xử lý được các vấn đề. Bên cạnh đó các em đã xây dựng được các cái bộ test cơ bản. Các cái ý tưởng đưa ra trong các bài toán này thì nó đã được đưa ra. Các bài tập phía dưới là các bài tập vận dụng các kiến thức số học để giải quyết bài toán. Thì các em cố gắng làm bài và xin ra được bộ test nhé. Và các ta để ta chấm được tất cả các bài này trong phần
bài tập làm thêm, không phải làm thêm mà bài tập phải làm, từ bài từ 19 đến bài 20. Sang chương quy hành động này thì thầy trò mình sẽ làm việc một cách rõ ràng hơn nữa về cái cách làm việc với bạn các chuyên đề quy hành động, để tránh tình trạng khi các bạn học quy hành động ta học thuộc công thức. Cái ta bây giờ đang là học cách xây dựng công thức chứ không phải học thuộc công thức nhé. Rồi hôm nay thầy trò mình sẽ nghỉ ở đây. Thì xin chào các bạn, xin chào cô Nhung và chào các em. Và ta hẹn nhau vào ở buổi học tới với chuyên đề quy hành động. Chủ đề về quy hành động sẽ có các bài tập từ dễ đến khó, thầy sẽ gửi trước các em. Và thầy sau khi biên tập xong thầy gửi thì về trong nhóm. Rồi video bài giảng thầy đăng trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành. Các em nhớ đăng ký kênh giúp thầy và huy động 500 anh em đăng ký giúp thầy. Ừ, thầy chào các em, chào các bạn, chào cô Nhung. Trên kênh YouTube của thầy nhé. Video bài giảng thầy đã ở trên kênh YouTube. Các em nhớ xem ở đấy để cài đặt chương trình tốt hơn. Thầy chào cả nhà.